chương 121, nguyên lai ta đã thương đại sư huynh sâu như vậy. Luân hồi kính bên trong. 3. Theo một tiếng thanh thúy ba lên tiếng vang lên, cái kia hao tốn tô minh mấy tháng thời gian, chạy lượt vô số núi hoang hiển cảnh, vừa rồi tìm tới dược liệu luyện chế mà thành linh đan. Bị vô tình đập tới đất bên trên. Bình thuốc vỡ vụn, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc một mai màu xanh dược hoàng, từ bên trong lăn đi ra, rớt xuống vô cùng bẩn bùng đất bên trong. Một sư muội. Trong tấm hình tô minh sững sờ tại nguyên chỗ, hắn ngây ngốc nhìn trên mặt đất cái viên kia linh đan đang dược bởi vì hấp thu ô trọc chi khí tại nửa giây thời gian bên trong hơn phân nửa dược lực liền tiêu tán không còn đây là cho ngươi chữa trị linh mạch dùng áo trắng như tuyết tô minh tâm lý so với ai khác đều biết luyện chế viên đang dược này khó khăn hắn không để ý trên mặt đất bùng đất dơ bẩn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái viên kia đã phế bỏ dược hoàng nhạc lên đến lau sạch sẽ đã sớm đã nói với ngươi ta cùng ngươi là hai thế giới người cùng uổng phí tâm tư tại ta trên thân người chẳng nhiều quất chút thời gian dùng để tu luyện tại tô minh đối diện là ngồi xếp bằng đang tu luyện trên đài một khuynh nhang nàng mày liễu nhíu chặt quét mắt một vòng tô minh về sau đối với cái này tu vi bình thường đại sư huynh tâm lý càng là sinh ra nồng đậm chán ghét nàng thân mang đế mạch chính là nữ đế chi tư đến thần diễn tông tu luyện cũng bất quá là vì trốn tránh thái sơ thánh địa người thôi thế nhưng là cái này cái gọi là đại sư huynh tư chất bình thường không nói còn có chút không biết tốt xấu liền cái kia không chịu nổi tu vi luyện ra linh đan cũng không cảm thấy ngại lấy ra cho nàng Nghe thất phong rất nhiều đệ tử nói, vị đại sư này huynh bất quá là ỷ vào cùng sư tôn bạch thanh tuyên quan hệ, mới lên làm thất phong đại sư huynh, hắn tu vi thấp, tư chất bình thường, thậm chí còn thường xuyên mượn quan tâm sư muội lấy cớ, toan tính làm loạn, căn bản chính là đồ cặn bã. Dạng này người, nàng trong gia tộc gặp nhiều, cả một đời sợ là cũng không ra được bắt hoang vực, thế mà còn đối nàng si tâm vọng tưởng, thật sự là buồn cười. Gặp tô minh còn không đi, một huynh nhang một thanh đánh bay trong tay hắn cái viên kia phế bỏ dược hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra ta đế mạch bởi vì tu luyện bị hao tổn, ngươi biết cần gì phẩm cấp linh đan mới có thể chữa trị sao? Lúc này, một khuynh nhan đối đãi nàng chướng mắt Tô Minh, biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt cao ngạo tính cách cùng lạnh lùng tâm tính. Tô Minh đối với người tiểu sư muội này một mảnh hảo tâm, làm sao hắn đối với sư muội những này quan tâm, tại một khuynh nhan xem ra vậy mà thành liếm cẩu hành vi, dược hoàng lại một lần nữa bị đánh bay, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ giải thích nói, cái này đó là Đi. Một khuynh nhan không kiên nhẫn đánh gãy hắn, ta muốn tu luyện, ngươi đi đi, về sau đừng lại tới đây quấy rầy ta. Tô Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn là đem cái viên kia dược hoàng lại lần nữa nhặt lên đến, đặt ở trong lòng bàn tay lau sạch sẽ về sau, mới thu vào trong ngực, một mặt ôn hòa lo lắng nói ra. Sư huynh hôm nay đến, còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Nhìn thấy một khuynh nhang trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng không kiên nhẫn biểu lộ, Tô Minh tâm lý đáng chát, bất quá hắn trên mặt vẫn là mang theo cười, nói tiếp. Ngày mai có một người sẽ bái nhập chúng ta thất phong, người kia tâm thuật bất chính, người thiên tư trác tuyệt, hắn khẳng định tham muốn ngươi đế mạch đến lúc đó hắn như tiếp cận ngươi ngươi nhất định không cần để ý hắn nghe đến đó một khuynh nhan cười lạnh ngươi thật đúng là đề cao bản thân ta sự tình không cần đến ngươi quản trước quản tốt chính ngươi a à. tô minh rõ ràng có chút nóng nảy hắn còn muốn nói điều gì cuối cùng lại bị phất tay đánh gãy ngươi như nếu ngươi không đi ta liền bẩm báo sư tôn để nàng tự mình ra mặt đem ngươi đuổi đi tại một khuynh nhan lạnh lùng xua đuổi dưới tô minh chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi nàng tu luyện địa phương đi thời điểm hắn sờ lấy trong ngực cái viên kia linh đan, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn ống tay áo phía dưới, hai cánh tay trên cánh tay hiện đầy răng khắp nơi vết thương ghê rợn, những cái kia đều là tại luyện chế linh đan thời điểm tạo thành. Luân hồi kính bên trong hình ảnh dừng lại tại một màn này. Ngay sau đó, hình ảnh biến đổi, một cái tên là Lâm Trường Phong thiếu niên bái nhập thần diễn tông, hắn thiên phú dị bẩm, thâm thụ tông môn tất cả trưởng lão ưa thích, thậm chí đạt được có thể chính mình chọn lựa sư tôn cơ hội, cuối cùng hắn tuyển Bạch Thanh Tuyên, bá nhập thất phong lại tiếp lấy. Hắn tại tông môn thi đấu bên trên nhẹ nhõm đánh bại Tô Minh, cuối cùng còn đoạt được thứ nhất, gây nên tất cả tông môn đệ tử chú mục, hắn rõ ràng đối với Tô Minh tất cả sư muội đều ôm không thể cho ai biết mục đích, lại có thể làm cho đông đảo nữ đệ tử đối với hắn có ấn tượng tốt. Hắn rõ ràng là cái ra vẻ đạo mạo nguy quân tử, lại luôn có thể tại một khắc cuối cùng, đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Tô Minh trên thân. Tỷ Như. Một huynh nhan thức tỉnh đầu thứ tư đế mạch thời điểm, hắn vụn trộn núp trong bóng tối muốn lợi dụng trơ trẽn thủ đoạn để một khuynh nhan thức tỉnh thất bại từ đó cướp đoạt đế thể nhưng cuối cùng tại phá hủy một khuynh nhan thức tỉnh đế mạch đồng thời hắn cũng bị phát hiện thật vừa đúng lúc là tô minh biết một khuynh nhan đang thức tỉnh đế mạch hắn vội vã chạy đến muốn che chở kết quả bị lâm trường phong vu hãm thành bởi vì ghen ghét từ đó phá hư bản thân tiểu sư muội thức tỉnh đế mạch người có thể nghĩ tất cả mọi người con tin tưởng lâm trường phong không có người tin tưởng hắn một khuynh nhan đối với hắn càng thêm căm hận ngược lại cùng chân chính xuất thủ tổn hại nàng đế mạch lâm trường phong càng đi càng gần mặc cho tô minh giải thích như thế nào một huynh nhan thậm chí không tin trong miệng hắn nói ra một chữ tô minh bị tông môn trọng phạt bị thất phong tất cả đệ tử chán ghét từ đó về sau tu vi bình thường tô minh thành vô số đệ tử trong mắt nhân phẩm bại hoại đại sư huynh hắn đi tới chỗ nào đều sẽ lọt vào mắt lạnh cùng trào phúng mà lâm trường phong thì là thành những đệ tử này sùng bái đối tượng lúc này hắn đã lén lúc đem tô minh một cái khác tiểu sư muội thể nội long ma thể cho đoạt tới tay tu vi từng bước cao thăng người tiểu sư muội kia chết rất nhanh bị tông môn tra ra nguyên nhân rõ ràng là lâm trường phong làm cuối cùng kết quả lại là tô minh thông qua tà tu thủ đoạn kích hoạt lên trong cơ thể nàng long ma huyết mạch trực tiếp dẫn đến nàng tử vong tô minh bị tông môn bắt lấy roi hình ba ngày phế bỏ hơn phân nửa tu vi mất hết đọa ma cuộc tự sinh tự diệt trăng rắc luân hồi kính bên trong hình ảnh không có ở tiến hành tiếp chập trùng mặt kính bị một cái run rẩy tay ngọc hung hăng đập đến lõm xuống dưới, từng đợt khủng bố linh lực từ một khuynh nhang trong tay quán chú mà ra, hư không bên trong hình ảnh, thậm chí cũng nứt ra vô số vết trạng. Băng lãnh đến cực điểm sát ý, phóng lên tận trời. Chật chật, gấp. Hồ ly âm thanh, mang theo một tia trêu tức tại một khuynh nhang trong đầu vang lên. Đây không phải là ta, vậy căn bản không phải ta. Một khuynh nhan mặt mũi tràn đầy ngang ngược, con mắt càng trở nên đỏ bừng, đáy mắt có chút dốc cạn cả đáy điên cuồng đang cuộn trào. Vì cái gì ở trong đó nàng, sẽ như vậy xuẩn, ngu như vậy từ đầu đến cuối rõ ràng chỉ có tô minh một người là chân chính quan tâm nàng có thế nàng đều đúng đại sư huynh làm cái gì nàng hận không thể xông đi vào đem bên trong cái kia mình một bàn tay chụp chết không phải giống như bên trong những người kia đối đãi đại sư huynh như thế đem nàng chỗ lấy cực hình đem nàng phế bỏ tu vi đem nàng ném vào ma quật để nàng cảm nhận được tử vong tuyệt vọng đáng tiếc đó chính là ngươi không chỉ có là ngươi ở trong luân hồi bộ dáng còn biết là ngươi về sau bộ dáng một huynh nha nhìn qua trong tấm hình Tô Minh máu me khắp người, một người cô độc nằm tại tối tăm không mặt trời đọa trong động ma, yên lặng chờ chết một màn. Nàng có thể cảm giác được Tô Minh vào thời khắc ấy tuyệt vọng cùng bất lực, cái loại cảm giác này, kém chút để nàng ngạt thở. Rốt cục, nàng buồn bã cười một tiếng, ta đến bây giờ mới biết được, nguyên lai ta đã thương đại sư huynh sâu như vậy, khó trách hắn không chịu tha thứ ta, khó trách hắn sẽ như vậy ghét bỏ ta. Chương 122, người này phải chết. Ngươi thấy, chỉ là một lần luân hồi, mà dạng này luân hồi, trước lúc này liền đã có vô số lần, hắn cũng tương tự đối với các ngươi thất vọng vô số lần. Tô Minh đối với các ngươi, vốn là chỉ có sư huynh muội tình nghĩa, nhưng hắn thật tình, tại trong mắt các ngươi chẳng phải là cái gì, ta nói, các ngươi không xứng đợi ở bên cạnh hắn. Một khuynh nhan hô hấp siết chặt, nàng mặt không biểu tình lên tiếng, cho nên ngươi nói cho ta biết những này, đó là muốn cho ta rời đi đại sư huynh. Hư không bên trong ngưng tụ ra hồ ly hư ảnh, nàng nhìn chầm chầm một khuynh nhan, tấm kia lông mềm như nhung cái đầu nhỏ bên trên, một đôi thanh mâu có chút lấp lóe coi như ngươi không đi, hắn cũng không biết tiếp nhận ngươi. Hắn đời này, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là bên cạnh hắn những nữ nhân kia, cũng có thể sẽ trong tương lai phản bội hắn. Hồ Ly chậm rãi liếm láp móng vuốt, bị trí thân yêu nhất người phản bội, loại đau khổ này là ngươi không cách nào tưởng tượng, chỉ có ta có thể cảm nhận được trong lòng của hắn cảm thụ, cũng chỉ có ta, có thể chữa trị hắn. Một khuyên nhan tâm lý như đau vắt đau đớn, tùy ý gió lạnh đập tại trên mặt nàng, nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua phía trước một mảnh đen kịch hư không, trong lòng nghĩ đến cửu vĩ hồ nói nói, nàng cả người từ đáy lòng tuôn ra một cổ thật sâu vô trợ cảm. Đại sư Huynh cả đời này, cũng không biết tha thứ nàng đúng hay không. Đại sư Huynh, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt co rút đau đớn, một huynh nhan phản phất lại nghe thấy trong đầu, cái kia nữ đế mang theo trào phúng âm thanh. Bản đế đã nói rồi, thiên đạo quy tắc phía dưới, luân hồi thể tất nhiên sẽ là chúng bạn xa lánh kết quả, trong lòng ngươi nếu là có hắn, bản đế ngược lại là có thể giúp ngươi một lần. Một huynh nhan ngẩng đầu, âm thanh run rẩy ngươi giúp thế nào ta? Rất đơn giản. Hắn chán ghét là ngươi người tiểu sư muội này, cũng không phải bản đế, ngươi bây giờ tự sát, đem cổ thân thể này bản nguyên linh hồn quyền khống chế giao cho bản đế. Về sau, bản đế thay thế ngươi hầu ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ, chung ngự thần giới. Nghe đến đó, một khuynh nhan thống khổ ôm đầu, triệt để trầm mặt xuống. Hư không bên trong, hồ ly cười nhạo nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tìm cái kia thiên đạo khí vận người, dù sao, các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi sao một khuynh nhan ngẩng đầu nhìn chằm chằm hồ ly trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ lãnh nhược cửu thiên hàng sương nàng cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói ra trong lòng ta chỉ có đại sư huynh một người hồ ly mở ra móng vuốt ai biết được bây giờ nói tâm lý chỉ có tô minh chờ gặp phải cái kia lâm trường phong nói không chừng lập tức liền sẽ di tình biệt luyến một khuynh nhan cắn chặt răng luân hồi kính bên trong cái kia ngu xuẩn vô tri nàng đáng đời cuối cùng bị lâm trường phong tước đoạt đế thể chết thảm trong tay hắn vậy cũng là nàng nên có báo ứng Đại sư huynh từ vừa mới bắt đầu liền đã nhắc nhở qua nàng, có thế nàng đâu, lần lượt đã thương đại sư huynh tâm, đem chân chính đối nàng tốt người càng đẩy càng xa, lại quay đầu cùng muốn hại nàng người càng đi càng gần. Dạng này nàng, thật là đáng chết a. À. Ông. Một giây sau. Hư không sống trung đảng hình ảnh đều vỡ vụn, chứng mắt bạch quang lại một lần nữa lóng lánh, đợi đến quang mang lại một lần rút đi, nàng phát hiện mình một lần nữa về tới thiên phong cấm địa. Hồ ly mục đích đã đạt thành, nàng hư ảnh từ từ biến mất trong bóng đêm chỉ là tại biến mất một giây sau cùng, vậy đối thanh mâu bên trong trêu tức cùng trào phúng thần sắc, để một khuynh nhan thật lâu không thể quên nghi ngờ. Nàng biết tại Cửu Vĩ Hồ trong mắt, nàng dạng này người căn bản không xứng đợi tại đại sư huynh bên người, hiện tại chính nàng đều ghét bỏ mình, sau đó có chút thất hồn lạc phách quay đầu, nhìn về phía thất phong vị trí kia. Đại sư huynh tâm lý, hẳn là rất hận nàng a. À. Ha ha. Tự giễu cười một tiếng, một khuynh nhan mình đều không có phát hiện, nàng nhận Cửu Vĩ Hồ ảnh hưởng, tâm tính đã phát sinh rất lớn biến hóa đại sư huynh ngươi nói cho ta biết ta nên làm như thế ngươi mới bằng lòng tha thứ ta nàng buồn bã cười bắt đầu không thể nào đại sư huynh không có khả năng tha thứ nàng nàng như vậy xuẩn đại sư huynh hiện tại chỉ biết càng đáng ghét hơn nàng ghét bỏ nàng không coi như đại sư huynh chán ghét nàng ghét bỏ nàng nàng cũng không cần rời đi đại sư huynh bên người đã thiên đạo quy tắc không cho phép đại sư huynh tồn tại đã tất cả mọi người đều nhằm vào đại sư huynh cái kia nàng vì đại sư huynh giết sạch người trong thiên hạ này lại có làm sao Oanh! Giờ khắc này, một khuynh nhan vậy mà tựa như điên dại, càng trở nên có chút tố chất thần kinh bắt đầu, một hồi mặt mũi tràn đầy thống khổ hối hận, lệ rơi đầy mặt, một hồi trong mắt lại tràn ngập ngang ngược khủng bố sát ý, dọa người vô cùng. Liền để khuynh nhan cuối cùng vì đại sư huynh làm chút chuyện A. À. Thẳng đến cuối cùng, nàng cuối cùng là hơi tỉnh táo lại một điểm, nỉ non tự nói đồng thời, đột nhiên rất muốn nhìn thấy đại sư huynh, rất muốn nhào vào đại sư huynh trong ngực, an ủi hắn đã từng bị tất cả ủy khuất. Nàng cũng tốt nghĩ kỹ nghĩ, vĩnh viễn đều không rời đi đại sư huynh bên người. Trong đầu, lạnh lùng âm thanh truyền đến. Bản đế điều kiện, suy tính được thế nào? Một huynh nhan con ngươi băng lãnh đến cực điểm. Ta muốn trước giết một người. Ám trầm chân trời bên trên. Một bóng người có chút thất thần hạ xuống tới. Liễu Hàng Yên kinh ngạc đứng tại chỗ, một đôi mắt đẹp ngơ ngác hướng phía phong lâm bên trong cái kia nhà gỗ nhìn lại, trong nội tâm nàng suy nghĩ rất hỗn loạn, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra một loại không dám đi đối mặt Tô Minh cảm giác. Rõ ràng tâm lý rất muốn rất muốn Tô Minh, nghĩ hắn cười xấu xa thì bộ dáng, nghĩ hắn ôm nhu cùng cưng chiều, thậm chí hận không thể mỗi phút mỗi giây đều cùng hắn dính cùng một chỗ, lại bởi vì cửu vĩ hồ cho nàng nhìn những vật kia, vậy mà để nàng đều là có chút lùi bước bắt đầu. Bởi vì yêu hắn, cho nên, mới không muốn thương tổn đến hắn. Giờ khắc này, thân là liễu thị tiên triều tương lai đế vị người thừa kế, càng là liễu thị tiên triều mấy ngàn năm qua thiên kiêu số một chi nữ nàng, vậy mà bắt đầu có chút không tự tin. Ta đây là thế nào? Nàng không thể tin được, nàng vậy mà lại ở trong lòng chất vấn mình đối với Tô Minh ưa thích, rõ ràng trong nội tâm nàng, tràn đầy đều là nam nhân kia. Liễu hàn Yên sững sờ nâng tay phải lên, nhìn ngón cái tay phải bên trên, cái viên kia tản ra nhàn nhạt bạch quan giới chỉ, đó là Tô Minh rời đi tiên ngục thời điểm, nàng cuốn lấy không cho hắn đi, sau đó Tô Minh mới lấy ra đưa nàng một mai không gian linh giới, lúc kia hắn nói, cho nữ hài đưa giới chỉ, liền đại biểu lấy cả đời chỗ yêu. Hắn rõ ràng liền biết, mình đã từng còn như vậy tổn thương qua hắn. Liễu Hàng Yên khóe mắt bất tri bất giác liền biến đỏ. Tâm lý đối với Tô Minh yêu thương lại một lần nữa dũng mãnh tiến ra, trở nên càng phát ra nồng đậm, thậm chí căn bản đè nén không được. Nàng mặc kệ Tô Minh một thế này có phải hay không đang lợi dụng nàng, nàng chỉ biết là, từ nam nhân kia tại tiên ngục trong cấm địa, đem nàng từ kề cận cái chết cứu trở về một khắc này, từ nam nhân kia đối nàng mấy tháng quan tâm cùng làm bạn bên trong, hắn liền đã dung nhập vào mình trong cuộc sống, bất kỳ vật gì, đều không thể đem các nàng tách ra. Liễu Hàng Yên hít một hơi thật sâu băng lãnh không khí. Coi như Tô Minh thật là đang lợi dụng nàng, cái kia nàng cũng cam tâm tình nguyện, nàng chưa từng có giống như bây giờ ưa thích qua một người, cho tới bây giờ giống như bây giờ quan tâm qua một người. Còn có. Lâm Trường Phong. Liễu Hàng Yên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng, người này đáng chết, hắn phải chết. Tiếp theo sát. Cảm ứng được thần diễn tông bên ngoài thiên ngạc tộc linh lực ba động, cái kia phụ cận liền có một đạo để nàng quen thuộc lại phá lệ chán ghét khí tức trong mắt đẹp sát ý phun trào. Nàng thân thể, lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng đêm. Phong lâm bên trong, u tỉnh nhà gỗ bên ngoài. Hồng U đem khoác lên người quần áo lấy xuống, hai cái tay ngọc nâng đưa cho Tô Minh, cho, người quần áo. Tô Minh nhìn nàng, dưới tầm mắt dời, quét mắt một vòng vậy đối bại lộ trong không khí tuyết trắng cặp đùi đẹp. Hồng U biểu môi, hẹp hòi. Nàng lại lần nữa đem Tô Minh quần áo phủ thêm, trên y phục này mặc có Tô Minh hương vị, để nàng thích đến gấp, không muốn, nàng còn không muốn cho đâu. Tô Minh không nói gì. Chỉ là quay đầu nhìn về phía hắc ám bên trong một vị trí nào đó, Liễu Hàng Yên đột nhiên rời đi, cũng không nói là chuyện gì, nữ nhân này tâm tư, đúng là đoán không ra, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn cướp đoạt viễn cổ đế binh kế hoạch, theo nữ nhân này dày vò đi, dù sao cuối cùng, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Chương 123, Ma Nữ Phượng Thanh Linh Đêm tối như mực, một vòng thê lương trăng non trên bầu trời tản mát ra u lãnh oánh quang, mọc đầy nhất giai linh thảo thiên phong sườn đồi phía dưới ngươi đã đến. Ta có thể chờ ngươi thật lâu rồi. Một đạo tràn ngập mê hoặc thanh âm ôm nhu vang lên, tại u lãnh ánh trăng chiếu rọi xuống, trên vách đá dựng đứng chậm rãi ngưng tụ ra một đầu mê ngươi bản cửu vĩ hồ, nàng đạp không mà đi, bất quá phút chốc liền đến tới mặt đất. Tại cửu vĩ hồ trước mặt, là một tên nhìn qua trắng nõn nhỏ yếu tuyệt mỹ thiếu nữ, trên tay cầm lấy một cái bị màu tím ấn ký phong ấn hộp, chính cuối cái đầu nhỏ, có chút do dự nhìn qua mặt đất. Đem hộp cho ta đi. Cửu vĩ hồ duỗi ra móng vuốt phượng thanh linh đột nhiên ngẩng đầu giống như thu thủy một dạng con ngươi nhìn chằm chằm nàng cửu vĩ hồ cười nói ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không phải sư huynh của ngươi phượng thanh linh căng thẳng trong lòng hôm nay sự tình không cho phép cùng ta sư huynh nói chật chật mở miệng một tiếng sư huynh làm cho thật đúng là ngọt a à, ngươi cứ như vậy ưa thích hắn không mượn ngươi xen vào phượng thanh linh rầu rĩ lên tiếng hồ ly lắc đầu ngươi sự tình ta còn không muốn quản đâu lần trước để ngươi tu luyện ma cầm kết quả ngươi bỏ dở nửa chừng ngươi không phải muốn có cường đại tu vi, sau đó cùng sư huynh của ngươi ở một chỗ sao, cũng phí ta đem tốt như vậy phương pháp nói cho ngươi, thật sự là đáng tiếc. Phượng Thanh Linh tay nhỏ nắm thật chặt trong ngực hộp, nàng do dự nói, sư huynh không cho phép ta tu luyện cái kia. Ngươi như vậy nghe hắn nói. Ân. Nàng giòn tan gật đầu. Hồ Ly cười, ngươi dạng này là không thể nào để hắn thích ngươi, trong lòng hắn, ngươi nhiều lắm là đó là cái tiểu sư muội thôi. Mới không phải đâu. Phượng Thanh Linh vội vàng phản bác hồ ly cái kia một đôi tản ra quỷ dị linh quan thanh mâu thâm thẳm nhìn chằm chằm phượng thanh linh có muốn hay không để ngươi sư huynh chỉ thích một mình ngươi chỉ đi cùng với ngươi nàng thanh âm bên trong tràn ngập mê hoặc mà dạng này mê hoặc lại làm cho phượng thanh linh phá lệ tâm động đây cũng là nội tâm của nàng chỗ sâu khát vọng nhất đồ vật nàng không muốn tại sư huynh trong mắt vĩnh viễn đều là cái không có lớn lên tiểu nữ hài hồ ly duỗi ra một cây móng vuốt có một cái phương pháp nhìn ngươi có nguyện ý hay không phương pháp gì phượng thanh linh xinh đẹp mắt to nhìn qua hồ ly trong mắt chớp động lên doanh doanh thủy quan. Hồ ly quỷ dị cười nói, cho hắn hạ dược, mê choáng về sau đem hắn đưa đến một cái không có người địa phương cầm tù bắt đầu, thẳng đến hắn thích ngươi mới thôi. Phượng Thanh Linh tâm lý giật mình, thế nhưng là... Thế nhưng là... Hồ ly biểu môi, nhưng mà cái gì? Thế nhưng, nàng không thể thương tổn sư huynh A. À. Gặp Phượng Thanh Linh cái kia khuôn mặt nhỏ do dự bộ dáng, hồ ly cố ý hừ lạnh một tiếng, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi còn tưởng thật, nguyên lai trong lòng ngươi là nghĩ như vậy, cũng sư huynh của ngươi đối với ngươi tốt như vậy, kết quả ngươi lại muốn đem hắn cầm tù bắt đầu. Phượng Thanh Linh vội vàng lắc đầu, ta không có. Ngươi không cần giải thích. Hồ Ly thâm thẳm nói ra, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều biết, ngươi thể chất đã đã chú định, mặc kệ ngươi đi đến địa phương nào đều sẽ bị người khác chán ghét, mà hắn là trên cái thế giới này biết duy nhất đối với ngươi tốt người, cho nên, ngươi thích hắn cũng rất bình thường. Đem hộp cho ta đi, đã quan tâm hắn, nên có được có thể truy đuổi hắn thực lực, hắn tương lai địch nhân là ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu là ngươi chỉ biết kéo hắn chân sau, cũng liền không cần thiết đợi ở bên cạnh hắn. Tiếng nói vừa ra. Thiếu nữ cái kia tinh tế mảnh mai thân thể trong bóng đêm hung hăng rung lên, nàng thanh tịnh trong hai tròng mắt, lóe ra một loại nào đó quyết tuyệt. Sư huynh hắn sẽ ghét bỏ ta sao? Nếu quả thật giống cửu vĩ hồ nói như thế, cầm trong tay hộp mở ra, tạo thành toàn bộ bắc hoang vực sinh linh đồ tháng, cho đến lúc đó, sư huynh có thể hay không bắt đầu chán ghét nàng. Thế nhưng là, những người khác tính mệnh mắt mới gì đến nàng, mở hộp ra, nàng liền có thể thu hoạch được cường đại tu vi, những cái kia ở sau lưng nói nàng cùng sư huynh nói xấu người, coi như toàn bộ chết rồi, vậy thì thế nào? Rốt cục. Phượng Thanh Linh hạ quyết tâm, đem trong ngực hộp chậm rãi đưa cho cửu vĩ hồ. Ông. Cửu vĩ hồ chạm đến hộp một nháy mắt, khủng bố tử quan lập tức từ trên cái hộp mặt phát ra, sau đó xông lên thiên khung, tại Phượng Thanh Linh trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đạo quỷ dị vô cùng màu tím ấn ký. Cửu vĩ hồ ngẩng đầu nhìn chầm chầm cái kia đạo ấn ký, tâm lý cảm thán, không hổ là cửu thiên huyền sao a như vậy truyền thừa nếu là toàn bộ thức tỉnh thậm chí có thể không sợ thần giới cường giả khó trách tô minh muốn bồi dưỡng nàng ngay tại cửu vĩ hồ cảm thán thời điểm lại đột nhiên phát hiện trước mặt thiếu nữ nguyên lai một đôi thanh tịnh vô cùng trong con ngươi ánh mắt lại dần dần trở nên ngốc trệ xuống tới vẻn vẹn vẻ ngốc trệ nửa phút nàng đáy mắt liền tuôn ra vô cùng kinh khủng rét lạnh lãnh quang tại u lãnh ánh trăng dưới thể nội càng là một chút xíu tản mát ra khí tức khủng bố trên trán một mai cổ lão thần bí đồ án như ẩn như hiện Phượng Thanh Linh còn vị thành niên, thể nội linh mạch thậm chí còn không có chân chính thành hình, linh hồn cũng còn chưa vững chắc, sớm thức tỉnh huyền hậu huyết mạch, chỉ biết thức tỉnh thất bại, để nàng biến thành chỉ biết là khát máu ma nữ. Cửu Vĩ Hồ đương nhiên biết điểm này. Bất quá chính là bởi vì biết điểm này, nàng mới cố ý dẫn dụ Phượng Thanh Linh, dưới cái nhìn của nàng, Tô Minh đối với mấy cái này cái gọi là thiên mệnh chi nữ vẫn là quá nhân từ, cùng để Phượng Thanh Linh tương lai biến thành cái kia bể nghệ cửu thiên, lại trái lại cùng các nàng là địch nữ đế, chẳng hiện tại, hủy nàng huyết mạch, để chính nàng đem đế mạch luyện thành ma mạch. Giờ khắc này, Phượng Thanh Linh trên thân cái kia kiều nộn yếu đuối khí tức đều rút đi, nàng rét lạnh như sương trong đôi mắt, con ngươi đã bắt đầu biến thành quỷ dị vô cùng ám tử sắc, trên thân khí tức càng là phản phất cửu u kiếp người. Cửu Vĩ Hồ nhìn chầm chầm trên tay hộp, một giây sau, nàng duỗi ra móng vuốt, cổ lão chú văn tại móng vuốt phía dưới thành hình, một chút xíu rót vào trong hộp. Ân. Kết quả là tại những cái kia chú văn sắp tiến vào trong hộp bộ thời điểm, lại đột nhiên bị một cổ cường đại lực đẩy cho ngăn cản ở ngoài, căn bản vào không được mảy may. Chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ hồ nghi hoặc. Nâng lên hồ ly đầu nhìn về phía phượng thanh linh. Bá. Một đôi sâm bạch tay ngọc lướt qua, hồ ly trên tay hộp, lại lần nữa trở lại phượng thanh linh trên tay. Vật này, không thuộc về ngươi. Phượng thanh linh nghiêng đầu nhìn chầm chầm cửu vĩ hồ, ám tử sắc đôi mắt lóe ra quỷ dị vô cùng quan mang, trong miệng phun ra âm thanh, càng là giống như biến thành người khác đồng dạng không có vừa rồi loại kia kiều nhuyễn cảm giác, ngược lại dị thường lạnh lùng. Cửu thiên huyền sao? Hồ ly trong mắt hơi hít. Phượng Thanh Linh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Nàng trong mắt nhìn về phía trong tay hộp. Chỉ nhìn liếc mắt, liền một lần nữa ngẩng đầu, mắt lạnh lẽo quét về phía cửu vĩ hồ. Ngươi không nên lợi dụng ta đối với hắn tình cảm lừa gạt ta. Cửu vĩ hồ biểu môi, vậy thì thế nào? Ta sẽ giết ngươi. Phượng Thanh Linh nhìn một chút mình tay phải lòng bàn tay, nơi đó có một đạo cổ lão ấn ký nổi lên, ấn ký bên trong, tản mắt ra khủng bố rét lạnh linh lực. Một giây sau, nàng tay phải nhẹ nhàng bóp, tay cầm nắm lũng. Quanh. Cửu vĩ hồ quanh thân không gian lập tức kịch liệt ba động bắt đầu, nàng đây đạo hình chiếu, vậy mà kém chút bị không gian đè ép đến phá thành mảnh nhỏ. Mà vỡ vụn không gian, không chỉ có là thiên phong nơi này, liền ngay cả thần diễn tông còn lại cửu phong, đều nhận nghiêm trọng tác động đến, rất nhiều đang tại thức đêm tu luyện, hoặc là đang ngủ nghỉ ngơi đệ tử, theo không gian đè ép, bọn hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ mở to mắt, toàn thân xương cốt tại vang lên kèn kẹt, thậm chí rất nhiều đệ tử, tứ chi xương cốt đều đã bị xoắn nát hơn phân nửa. Thảm thiết thống cổ tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm. Cửu vĩ hồ trầm mặt một chút. Nàng không nghĩ tới vượng thanh linh trên thân thế mà còn có loại này biến số, đại khái là trong cơ thể nàng ma mạch ảnh hưởng đến nàng tâm trí, để nàng từ vừa rồi cái kia ngây thơ vô tri thiếu nữ, biến thành bộ này băng lãnh vô tình bộ dáng. Hiện tại nàng, căn bản vốn không quan tâm giết bao nhiêu người. Mà liền tại nàng đây đạo hình chiếu sắp biến mất một khắc cuối cùng, cửu vĩ hồ đột nhiên cảm ứng được phượng thanh linh thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung một cái sau đó gia trì ở trên người nàng những cái kia linh lực kinh khủng trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn tự hồ phát giác được cái gì cửu vĩ hồ tranh thủ thời gian dùng móng vuốt sửa sang một chút trên đầu mình có chút loạn loạn lông tơ sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nơi đó có một đạo không biết lúc nào xuất hiện ở dưới ánh trăng lạnh lùng thân ảnh mèo nhìn thấy nam nhân kia nàng kìm lòng không được kêu một tiếng đây manh manh tiếng kêu để vừa tới nơi này Tô Minh cũng nhịn không được ngước mắt nhìn nàng liếc mắt, sắc mặt cổ quái. Muốn chết muốn chết. Ta sao có thể ở trước mặt hắn phát ra như vậy xấu hổ tiếng kêu? Cửu Vĩ Hồ trong lòng hoảng hốt, vội vàng dùng móng vuốt che tấm kia hồ ly miệng. Một bên khác, Phượng Thanh Linh một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Tô Minh, khi thấy Tô Minh lãnh đạm xa lánh ánh mắt hướng phía nàng nhìn sang thời điểm, nàng lập tức giống như phạm sai lầm hài tử đồng dạng, vô cùng đáng thương thấp cái đầu nhỏ, không còn một tia vừa rồi cái kia bá đạo ma nữ bộ dáng, trong miệng nỉ non lên tiếng. Sư huynh, ta sai rồi. Chương 124, phải bị người lừa gạt. Đối mặt Tô Minh bình tĩnh ánh mắt, cửu vĩ hồ rụt rụt hồ ly đầu. Tự mình làm những chuyện kia, hắn hẳn còn chưa biết a. À. Nếu là hắn biết nói, có thể hay không xin ký nha. Nàng làm những này, có thể đều là đang giúp hắn, không muốn nhìn thấy hắn lại lần nữa đi trở về ở kiếp trước đường xưa, bị những này nữ lừa gạt. Tô Minh con ngươi nhàn nhạt, hắn ánh mắt từ cửu vĩ hồ trên thân quét đến Phượng Thanh Linh trên thân, mặt không biểu tình lên tiếng, học được bản sự phượng thanh linh khuôn mặt nhỏ ủy khuất yếu ớt lắc đầu hồ ly nhìn thấy tô minh cái kia một mặt lãnh đạm biểu lộ cảm ứng được mình quanh thân bị phong tỏa không gian nàng biểu môi ngạo kiều nâng lên đầu nhìn thẳng hắn ngươi muốn thế nào tô minh nhìn nàng liếc mắt hồ ly ưỡng ngực sau đó hậu tri hậu giác nàng bây giờ còn chưa có hóa thành hình người tại tô minh trong mắt đó là con cáo nhỏ bộ dáng bất quá mặt mũi không thể ném dư quan liếc xéo liếc mắt bên cạnh phượng thanh linh ngay cả cái này tiểu nữ hoa đều có thể phát dục tốt như vậy ganh đua so sánh tâm đi ra nàng lại ưỡn một chút. Tô Minh. Bàn tay hắn vung lên, phong tỏa hồ ly xung quanh cái kia cổ không gian linh lực bị triệt hồi, đều tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ, đột phá thiên phong phong ấn đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, còn lưu tại bắc hoang vực loại địa phương này làm cái gì? Đối mặt Tô Minh cái kia phản phất xem thấu nội tâm của nàng đôi mắt thâm thúy, hồ ly tâm lý có như vậy trong nháy mắt bối rối, lập tức ấp úng nói ra, ngươi. Ngươi quản ta. Ta thích đợi ở chỗ này, có quan hệ gì tới ngươi? Tô Minh kinh ngạc, Ngươi vội cái gì? Hồ Ly trừng to mắt, nhìn Tô Minh cái kia xuất khí mê người khuôn mặt, miệng nàng cứng trắng nói, ai luống cuống, ta mới không có hoảng. Tô Minh lắc đầu, vậy ngươi đi thôi. Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, chợt móng vuốt nhỏ chỉ vào Phượng Thanh Linh, ngươi người tiểu sư muội này thân mang ma mạch, đợi tại bên cạnh ngươi khẳng định không có lòng tốt, những này ngươi không phải không biết a. À. Tô Minh liếc liếc mắt Phượng Thanh Linh cái kia nũng nịu yếu đuối bộ dáng, hắn gật đầu cười nói, ta biết vậy thì thế nào. Ngươi biết ngươi còn hồ ly tâm lý có chút khí, nàng vì cái này gia hỏa thao nát tâm, kết quả gia hỏa này một mặt không quan tâm bộ dáng, thật muốn đem móng vuốt tại cái kia khuôn mặt bên trên cào một cái. Tô Minh nhún vai, ta sự tình với ngươi không quan hệ. Hắn cảm thấy có chút không hiểu thấu, tiểu hồ ly này lần trước hiện thân thời điểm, còn nhập thân vào một khuynh nhang trên thân, hiện tại lại tới lừa gạt phượng thanh linh, hắn cũng không biết đây hồ ly đến tục cùng muốn làm cái gì, rõ ràng có thể rời đi bắt hoang vực, lại vẫn cứ không đi, chẳng lẽ độ kiếp thời điểm bị xét đánh choáng váng rất nhiều linh thú độ kiếp thời điểm sẽ bị thiên kiếp bổ tới đầu óc, loại chuyện này cũng không phải không có. Ngươi chính là cái đầu gỗ. Hồ Ly nhịn không được đậu đen rau muốn hắn. Tô Minh. mắng xong về sau, Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, quay đầu trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại chui vào không gian trong nước xoáy. Nhìn qua tiểu Hồ Ly ngạo kiều rời đi bóng lưng, Tô Minh sắc mặt có chút quá dị, hắn cùng đầu này Hồ Ly gặp nhau, nhiều lắm là cũng chính là ở kiếp trước thay nàng khiên một lần thiên kiếp, trừ cái đó ra, giữa hai người cũng chính là nhất lại lẫm người qua đường quan hệ có thế tiểu hồ ly nhìn hắn ánh mắt luôn có một loại là lạ cảm giác sớm một chút trời đi bắt hoang vực a hắn vẫn là nhắc nhở hồ ly cuối cùng biến mất trước đó quay đầu liếc nhìn hắn một cái ta dựa vào cái gì nghe ngươi ngươi cũng không phải người thế nào của ta hừ nàng âm thanh càng kéo càng xa đợi đến cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa tô minh nhìn chằm chầm đen kịt bầu trời đêm đây hồ ly có chút ý tứ a quay đầu lại, hắn hướng phía Phượng Thanh Linh vẫy tay, tới. Phượng Thanh Linh cúi cái đầu nhỏ không dám nhìn hắn. Tô Minh mở ra tay cầm, ý tứ không cần nói cũng biết. Phượng Thanh Linh mau đem trên tay hộp đưa cho hắn, không dám chút nào do dự. Tô Minh cầm hộp nhẹ nhàng gõ một cái nàng đầu, hôm qua mới nói cho ngươi nói, hôm nay liền quên, ngươi tiểu nha đầu này ta khiến cho không được, hồi ngươi sư tôn nơi đó đi a. À? Nói xong, hắn lưu lại một cái lạnh lùng ánh mắt, liền xoay người rời đi, giống như thật muốn đem Phượng Thanh Linh vứt bỏ đồng dạng. Phượng Thanh Linh nhìn qua bản thân sư huynh bóng lưng, giờ khắc này nàng cả người đều như rớt vào hầm băng, tâm lý nhịn không được hung hăng run một cái, con mắt đột nhiên biến đỏ, loại kia bị quan tâm nhất người chỗ vứt bỏ cảm giác, để trong mắt nàng trong nháy mắt liền tràn đầy nước mắt. Im ắng nước mắt trượt xuống, rất mau đánh ẩm ướt gương mặt. Trong bóng tối, Tô Minh bước chân có chút dừng lại. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng. Sư huynh. Nhìn thấy Tô Minh dừng lại bóng lưng, Phượng Thanh Linh phản phất tại trong biển rộng bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạ, trong miệng nàng nỉ non lên tiếng, hai cái đỏ đỏ con mắt sững sờ nhìn qua bản thân sư huynh, tay nhỏ càng là chăm chú bóc bắt đầu. Nàng trong thế giới, chỉ còn lại có sư huynh, nếu như sư huynh cũng không cần nàng, cái kia chính nàng cũng không biết mình lại biến thành cái gì bộ dáng. Tô Minh không phải đau lòng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Phượng Thanh Linh còn không có thức tỉnh huyền hậu ký ức, vậy mà có thế sớm kế thừa cửu thiên huyền sau bộ phận linh lực, nhìn như vậy đến, nàng phụ mẫu đoán chừng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản có lẽ là cha mẹ của nàng đã sớm dự đoán được Nam Chính Lâm Trường Phong sẽ sinh ra tại Bắc Hoang Vực, coi là cái này thiên mệnh chi tử có thế trong tương lai để Phượng Thanh Linh Hoàng Mỹ kế thừa huyền hậu truyền thừa, lúc này mới đem Phượng Thanh Linh lưu tại Bắc Hoang Vực, chính là vì để nàng gặp phải Lâm Trường Phong. Nghĩ tới đây, Tô Minh một lần nữa quay người nhìn qua Phượng Thanh Linh, ánh mắt dừng lại tại trên trán nàng, nơi đó có một đạo thần bí cổ lão ấn ký, như ẩn như hiện. Giờ khắc này, cái kia tại thời đại viễn cổ quân Lâm Thiên Hạ Cửu Thiên Huyền về sau, phản phất lại tái hiện ở trước mắt, nàng tóc xanh như thác nước, mắt sáng như sao, trong mắt phản phất có được ngàn vạn tinh hà hội tụ, cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ thân ảnh, làm cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Tục truyền tại thời đại viễn cổ, cửu thiên huyền sau chính là cái kia đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, nàng chỉ là một cái đơn giản nhất ánh mắt, đều đủ để để thời đại kia vô số cường giả say mê si mê. Càng có cổ lão điển tịch ghi chép liền ngay cả đã từng vị kia bá cổ thước kim sở kiêu đại đế sở thị thần tộc thiên kiêu số 1, đều đã từng truy cầu qua vị này huyền hậu chỉ bất quá cuối cùng có hay không truy cầu thành công, liền không có người biết. Thời đại kia, có bất hủ thần vương, có thâm viên hư hoàng, có thiên tà quỷ đế, còn có tại trong dòng sông lịch sử lưu lại uy danh hiển hách yêu nghiệt thiên kiêu, nếu để cho cái này huyền huyễn tiểu thuyết thế giới nội dung quốc truyện bình thường phát triển tiếp, cuối cùng Lâm Trường Phong khẳng định sẽ trưởng thành là cùng những nhân vật này nổi danh tồn tại, vậy thật đúng là có chút buồn cười a. À. Nếu để cho Lâm Trường Phong biết Phượng Thanh Linh chân chính thân phận, lấy gia hỏa kia tính cách, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiếp cận Phượng Thanh Linh. Tô Minh thu hồi tâm tư, tại Phượng Thanh Linh khẩn trương sợ hãi lại ủy khuất ánh mắt bên trong, hắn hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng, tự mình một người chạy đến, có nghĩ tới hậu quả hay không? Kỳ thật hậu quả cái gì đều là hù dọa nàng, chính yếu nhất là, Tô Minh hoài nghi nàng gặp phải Lâm Trường Phong về sau, nội dung cốt truyện khả năng lại sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo, dù sao năm vị trí đầu thế, cái nào một thế không đều là dạng này. Phượng Thanh Linh không dám nói lời nào. Cứ như vậy vô cùng đáng thương đứng tại chỗ. Tô Minh xem xét nàng liếc mắt, trong bóng tối hắn thân thể mang theo một tia lạnh lùng khí tức, xuất hiện tại Phượng Thanh Linh trước mặt. Khi hắn để bàn tay đặt ở Phượng Thanh Linh trên trán, nhẹ vỗ về nàng cái viên kia dấu ấn bí ẩn thời điểm, Phượng Thanh Linh trong mắt nước mắt bị nàng ném trở về, nàng cứ như vậy ngơ ngác ngửa đầu nhìn qua Tô Minh. Nhìn qua nhìn qua, khuôn mặt nhỏ không tự giác trở nên đỏ bừng. Tô Minh trừng nàng liếc mắt, dùng sức nhéo nhéo nàng trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, liền ngươi cái này đồ đần, phải bị người lừa gạt, lần sau còn dám hay không? Phượng Thanh Linh hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn qua Tô Minh bị bóp đau đớn nàng cũng không dám lên tiếng, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phản phất bị người khi dễ thảm rồi. Chỉ bất quá một giây sau, nàng oánh nhuận mê người trong cái miệng nhỏ nhắn, phun ra giòn tan âm thanh. Không dám. Chương 125, Lâm Trường Phong, có thể cho ta một cái mặt mũi. Cùng lúc đó, thần diễn tông bên ngoài, làm cảm nhận được bị phái đi ra những ngày khi ngạc tộc ám vệ toàn bộ lặng yên không một tiếng động biến mất, thiên ngạc tộc đại hoàng tử Long Hiên sắc mặt triệt để trở nên âm trầm xuống khẳng định là nữ nhân kia xuất thủ. Tại Bắc Hoang vực loại địa phương này, ngoại trừ Liễu Hàng Yên bên ngoài, không ai có thể trong nháy mắt giết chết hắn phái đi ra những cái kia ám vệ. Điều này cũng làm cho trên mặt hắn treo lên lành lạnh cười lạnh, Liễu Hàng Yên, không đem ngươi trà đạp đến chết, bản hoàng tử về sau liền theo họ ngươi. Nói xong, hắn bước ra một bước, cao lớn thân thể xuất hiện giữa không trung phía trên, liếc liếc mắt bị hắn đã thương Bạch Quân Nghi, vừa nhìn về phía bị kiếm tôn phụ thân Lâm Trường Phong, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lâm Trường Phong sau lưng, vị kia thần bí hắc y trên người thiếu niên. Thiếu niên mặc áo đen này trên thân khí tức, ngay cả lục thúc đều có chút coi trọng, hắn nhếch miệng, tại hạ thiên ngạc tộc đại hoàng tử Long Hiên, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hắc y thiếu niên khẽ nhíu mày, hắn lười nhát nói nhảm, trong tay khủng bố ánh kiếm màu đen nổ bắn ra mà ra, vậy ngay cả không gian đều có thể xé rách kiếm khí, trong nháy mắt đem Long Hiên quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ. Một kiếm này, tản ra trí mạng khí tức. Long Hiên sắc mặt kịch biến, vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực muốn đi ngăn cản. Quanh! Kiếm quang nổ bắn ra mà tới, một đạo người mặc lục bào thân ảnh già nua, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng xuất hiện tại Long Hiên trước mặt, ngập trời phun trào linh lực màu xanh lục tại hắn phía trước hình thành một cái to lớn hộ thuẫn, đem ánh kiếm màu đen cho ngăn cản lại đến, bất quá hắn mình, sắc mặt cũng là trong nháy mắt đỏ lên, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một trận kinh hải. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Lục Ách lão tổ Hải hùng khiếp vía, hắn vẫn lục hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y thiếu niên, các hạ tốt tu vi, chúng ta chính là Huyền La vực thiên nhạc tộc người, các hạ khẳng định muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thiên ngạc tộc Một bên lâm trường phong làm bộ kinh ngạc, hiếu kỳ lên tiếng, mọi người đều biết, thiên ngạc tộc xưa nay cũng chỉ tại huyền la vực như thế siêu cấp đại vực hoạt động, các ngươi bây giờ chạy bắt hoang vực tới làm cái gì? Lục ách lão tổ nhíu mày nhìn về phía lâm trường phong, ngươi lại là người nào? Lâm trường phong bình thản cười một tiếng, ta là người phương nào không trọng yếu, bất quá nghe nói thiên ngạc tộc đại danh hồi lâu, hôm nay gặp mặt, ngược lại là danh bất hư truyền A. Lục ách lão tổ hừ lạnh một tiếng lúc này lâm trường phong đột nhiên quay người hướng phía đằng sau hắc y thiếu niên cười nói sư huynh hai người này không chịu nói bọn hắn đến bắt hoang vực mục đích bất quá bọn hắn trên thân khí tức đúng là thiên ngạc tộc người không giả nghe được lâm trường phong nói long hiên ánh mắt hơi động một chút trong lòng cũng nhảy loạn một cái sư huynh hắc y thiếu niên kia là tiểu tử này sư huynh bọn hắn đến cùng là cái gì thế lực người long hiên căn bản không tin tưởng bắt hoang vực loại địa phương này lại đột nhiên toát ra cái gì siêu cấp thế lực đến vậy căn bản liền không khả năng quỷ diệt liếc liếc mắt lâm trường phong ánh mắt hờ hững lâm trường phong sờ lên cái mũi quỷ này diệt thế nhưng là quỷ trưởng lão đồ đệ hắn bây giờ cũng coi là đi theo quỷ trưởng lão tu luyện dựa thế kêu một tiếng sư huynh cũng rất bình thường với lại hắn muốn biết nhất là quỷ diệt sau lưng vị kia tôn thượng đến tột cùng là ai loại kia nhân vật lại vì gì sẽ đến bắt hoang vực loại này hoang vu cằn của địa phương long hiên cắn răng nhìn chằm chằm hắc y thiếu niên nếu không phải lục ách lão tổ xuất thủ vừa rồi đạo kiếm khí kia tối thiểu nhất cũng phải đem hắn đâm thành trọng thương loại kia thuần túy khủng bố kiếm khí cũng không phải người bình thường có thể sử dụng đi ra thiếu niên mặc áo đen này sau lưng nói không chừng cũng có một tôn đỉnh tim siêu cấp thế lực chỉ là không biết cái thế lực này đến từ bắc linh cảnh chỗ kia nghĩ tới đây hắn nhìn liếc mắt phía dưới bị đánh thành trọng thương bạch quân nghi đối với lâm trường phong nói ra bản hoàng tử tới đây chỉ là vì làm một việc chờ sự tình xong xuôi chúng ta tự sẽ rời đi lâm trường phong dựa thế thành công long hiên ở trong lòng đã đem hắn cùng thiếu niên mặc áo đen kia vạch đến cùng một cái vị trí nói chuyện ngữ khí, cũng không có vừa rồi như vậy vên váo hung hăng. Kiếm tôn tâm lý buông lỏng một hơi, quỷ trưởng lão tên đồ đệ này đến thật sự là quá kịp thời, nếu không bằng vào cái kia ngụy trang đi ra khí tức, rất có thể hù không đến vị này thiên ngạc tộc đại hoàng tử, dưới mắt hắn tại Long Hiên trong mắt, cũng coi là có bối cảnh người, kết nối xuống tới cùng bọn hắn tiếp xúc ngược lại là bất việc rất nhiều. Cục diện trên cơ bản đã ổn định. Kiếm tôn đem thân thể quyền khống chế một lần nữa trả lại Lâm Trường Phong, khống chế Lâm Trường Phong thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hao phí hắn đại lượng linh hồn lực, thời gian ngắn vẫn được, một lúc sau, hắn linh hồn thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Lâm Trường Phong một lần nữa tiếp quản quyền khống chế thân thể, vừa rồi hắn toàn bộ hành trình tại quan sát, bây giờ vừa tiếp xúc với quản thân thể, đầu tiên nghĩ đến đó là đại mỹ nhân Bạch Quân Nghi, tràn ngập lo lắng ánh mắt vội vàng hướng phía phía dưới trong đi qua. Bạch cô nương, không có sao chứ? Bạch Quân Nghi trên thân quần áo màu trắng, giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đỏ mảng lớn, nàng nhẹ nhàng duỗi ra tay ngọc, biến mất khóe miệng vết máu, ngước mắt thời điểm, ánh mắt trực tiếp vòng qua Lâm Trường Phong, nhìn về phía phía sau hắn thiếu niên mặc áo đen kia. Lâm Trường Phong có chút xấu hổ sờ lên cái mũi, bất quá căn cứ da mặt dày mới có thể cua được mùi tử nguyên tắc, hắn đặt chuyện nói, vị này là ta sư huynh, hắn họ quỷ, bình thường liền phụ trách thay tôn thượng xử lý một ít chuyện, để cho người ta không thể quấy nhiễu đến tôn thượng thanh tịnh. Tại kiếm tôn nhắc nhở dưới, Lâm Trường Phong là cố ý nói như vậy, quả nhiên nói xong câu đó về sau. Long Hiên cùng lục ách lão tổ nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi, liền ngay cả bạch quân nghi cặp kia lạnh lùng đôi mắt đẹp cũng cực kỳ kinh ngạc xem xét hắn liếc mắt lâm trường phong tâm lý âm thầm đắc ý may mắn hắn tiến vào thần diễn tông thời điểm quen biết quỷ trưởng lão quả nhiên trên người hắn vẫn là có đại khí vận cái này sẽ là hắn nhất phi trùng thiên cơ hội lục ách lão tổ trầm ngâm phút chốc mới chậm rãi lên tiếng thử dò xét nói không biết là phương nào thế lực tôn giả lão hữu thiên ngạc trong tộc đường trưởng lão lục ách đến bắt hoang vực có chuyện quan trọng xử lý cũng không phải là cố ý quấy rầy còn xin vị tôn giả này ra gặp một lần. Lâm Trường Phong biểu môi cười một tiếng, ta sư huynh nói, tôn thượng hắn lão nhân gia ưa thích thanh tịnh. Long Hiên trong mắt đè nén lửa giận, hắn lạnh lùng lên tiếng, coi như như thế, làm sao cũng phải cho ta thiên ngạc tộc một cái mặt mũi đi, đối đãi ta nắm đến người, tự nhiên là sẽ rời đi. Giữa không trung, quỷ diệt hờ hững nhìn liếc mắt Lâm Trường Phong. Cái này thằng hề, nếu như không phải tôn thượng có mệnh lệnh, bằng hắn mới vừa nói những lời kia, đủ để chết đến một lần nhìn thấy quỷ diệt cái kia có chút băng lạnh ánh mắt, Lâm Trường Phong ngượng ngùng cười một tiếng, hắn lại nghĩ tới Long Hiên nói, nói nói, vội vàng nhíu mày lên tiếng, ngươi nói các ngươi đến bắt người, ta bắt hoang vực nơi này, có người nào đắc tội các ngươi thiên ngạc tộc. Lục ách lão tổ bình tĩnh nói ra, nàng không phải bắt hoang vực người. Nàng. Lâm Trường Phong kinh ngạc, nữ. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được nhìn liếc mắt phía dưới Bạch Quân Nghi, ánh mắt ở người phía sau cái kia sung mãn ngạo nhân trên thân thể mềm mại đảo qua. Bạch Quân Nghi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lâm trường phong nghi hoặc chẳng lẽ là bạch quân nghi nhìn thấy lâm trường phong ánh mắt long hiên cười lạnh dĩ nhiên không phải nàng không phải nàng lâm trường phong tâm lý lại nhẹ nhàng thở ra đã không phải bạch quân nghi nói rõ hắn còn có cơ hội đem bạch quân nghi từ long hiên cùng lục ách lão tổ trong tay cứu được dạng này một cái đại mỹ nhân hắn cũng không nhẫn tâm nhìn nàng cứ như vậy tiêu hương ngọc vẫn nghĩ tới đây lâm trường phong cười nói đã không phải vị cô nương này hai vị có thể cho ta một cái mặt mũi không cần làm khó nàng Long Hiên đáy lòng lửa giận triệt để muốn đè nén không được, nếu như không phải Lâm Trường Phong sau lưng hắc y thiếu niên cùng bọn hắn trong miệng vị kia thần bí khó lường tôn thượng, giờ phút này hắn đã sớm nổi giận xuất thủ, đem trước mặt gia hỏa này cho đánh thành cho nát. Thứ gì, cái gì cấp bậc, dám như vậy cùng hắn cái này thiên ngạc tộc đại hoàng tử nói chuyện. Chương 126, trang bức thất bại, các ngươi muốn bắt là nữ nhân kia, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thân là viễn cổ bác tộc, thiên ngạc tộc đại hoàng tử, Long Hiên tâm lý tự nhiên có hắn kiêu ngạo, hắn mặc kệ trước mặt những này là người nào, dù sao hôm nay, liễu hàng yên hắn tình thế bắt buộc. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Lục thúc, ngươi có nắm chắc ngăn lại người kia sao? Bây giờ nơi này nhất làm cho bọn hắn kiên kỵ đó là thiếu niên mặc áo đen kia, chỉ cần lục ách lão tổ xuất thủ ngăn lại người này, chờ tà thúc sau khi đến, hắn cùng tà viêm liên thủ, bằng nhanh nhất tốc độ bắt liễu hàng yên, đến lúc đó cũng không cần triệt để đắc tội hắc y thiếu niên trong miệng vị kia tôn thượng. Lục ách lão tổ ánh mắt lấp lóe, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, rất khó. Long Hiên kinh ngạc, ngay cả lục thúc đều không cản được hắn, cái này sao có thể? Dù sao sống mấy ngàn năm thời gian, lục ách lão tổ cũng không phải cái gì đồ đần, hắn trầm giọng nhắc nhở, thiếu chủ, lão phu phải nhắc nhở ngươi một cái, liễu hàng yên đột nhiên chạy đến bắt hoang vực loại địa phương này đến, rất có thể cùng trước mặt người kia có liên hệ gì? Long Hiên trầm mặt. Bàn tay hắn chăm chú bóp lên, lục thúc ý là, liễu hàng yên đến bắt hoang vực, cùng phía trước người kia trong miệng tôn thượng có quan hệ. Thậm chí nói không chừng, liễu Hàn yên đó là tìm đến người kia lục ách lão tổ gật đầu long hiên hít một hơi thật sâu tâm lý kịch liệt chập trùng hắn không cam lòng a à, mắt thấy hôm nay là có thể đem liễu hàng yên bắt lại các ngươi rốt cuộc là ai hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn chằm chằm lâm trường phong ánh mắt phá lệ lạnh lùng đáy mắt thậm chí đè nén ngang ngược vô cùng sát ý lâm trường phong bị giật mình kêu lên kém chút không có ổn định tâm thần cuối cùng nghĩ đến hắn hiện tại bối cảnh thế nhưng là vị kia thần bí khó lường tôn thượng đối mặt long hiên chất vấn lực lượng cũng không tự giác lớn bắt đầu hắn ho nhẹ một tiếng vì tại bạch quân nghi trước mặt biểu hiện một chút cao thâm mặt chắc nói ra chúng ta là người nào không mượn ngươi xen vào nhưng là các ngươi hiện tại đã quấy rầy đến tôn thượng hắn lão nhân gia thanh tịnh lời nói thật nói với các ngươi đi coi như viễn cổ bác tộc cường giả đỉnh cao đều tới tại tôn thượng trước mặt cũng không đáng nhấc lên lục ách lão tổ đôi mắt cuồng loạn long hiên gia mặt run rẩy mặc dù biết lâm trường phong có thể là đang trang bức nhưng là phía sau hắn thiếu niên mặc áo đen kia lại thật sự rõ ràng để bọn hắn cảm nhận được áp bách gặp hai người bị mình hù dọa Lâm Trường Phong tâm lý cười đắc ý, căn cứ kiếm tôn nói, cái kia áo xanh lão giả thế nhưng là thiên ngạc tộc thần hoàng cường giả A, tại những cái kia đỉnh tiêm đại vực bên trong đều thuộc về đỉnh phong nhất tồn tại, thế mà bị mình hai câu nói liền hù dọa. Không thể không nói, có bối cảnh đó là tốt. Cũng không biết vị kia tôn thượng có thể hay không nhìn trúng hắn thiên phú, đem hắn cũng thu làm đệ tử, hắn tự hỏi thiên phú không kém, tối thiểu nhất trong người đồng lứa cũng là thuộc về cao cấp nhất một loại, nếu có được đến vị kia thần bí tôn thượng chỉ điểm một phen, nói không chừng sau so bây giờ cùng kiếm tôn tu luyện còn muốn có tiền đồ hơn. Một bên khác, quỷ diệt lẳng lặng nhìn Lâm Trường Phong trang bức, hắn hai tay ôm ngực, chờ Lâm Trường Phong sau khi nói xong, mới hờ hững lên tiếng, nói đủ chưa? Lâm Trường Phong cười ngượng ngùng, sư huynh, cái kia bạch cô nương dù sao cũng là chúng ta bắt hoang vực người, ta là nghĩ đến, có thể giúp nói liền giúp nàng một cái. Nói thế nào hắn cũng là quỷ trưởng lão nhìn chúng người, quỷ diệt lại là quỷ trưởng lão đồ đệ, xem ở quỷ trưởng lão trên mặt mũi, quỷ này diệt hẳn là cũng sẽ đứng tại phía bên mình a. À. nghe vậy, quỷ diệt liếc liếc mắt phía dưới bạch quân nghi, hắn cười nhạo, ngươi muốn cứu nàng, vậy chính ngươi động thủ đi. hắn triệt tiêu tràn ngập ở trong không gian cái kia cổ kinh khủng linh lực. lâm trường phong mộng, người này làm sao không theo sáo lộ ra bài, hắn nhưng là quỷ trưởng lão nhìn trúng người, như vậy không nể mặt hắn, liền không sợ hắn đi quỷ trưởng lão chỗ ấy cáo trạng sao? trong bóng tối, quỷ diệt cái kia gầy gò thân thể chậm rãi hạ xuống mặt đất, hắn chậm rãi đi đến cạnh một tảng đá lớn hai tay ôm ngực, lười biến dựa vào tảng đá, sau đó ngón tay trượt đi, một đạo lành lạnh lăng lạnh lệ tia sáng từ dưới chân hắn lan tràn ra ngoài. Tại Bạch Quân Nghi kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, đây lăng lệ tia sáng vừa lúc từ phía sau nàng lướt qua, kéo dài đến xa xôi đen kịt chân trời, phản phất đem trọn phiến thiên địa đều phân chia thành hai nửa. Mấy người đều sửng sốt, không biết quỷ diệt là có ý gì. Tại Lâm Trường Phong không hiểu trong ánh mắt, quỷ diệt khóe miệng có chút nhếch lên, mang theo một tia trêu tức âm thanh, trong bóng đêm chậm rãi vang lên ngươi không phải ưa thích cứu người sao? Vậy ta cho ngươi một cái cơ hội. Nói xong, hắn hướng giữa không trung Long Hiên cùng lục ách lão tổ nâng lên một đầu ngón tay. Cho các ngươi một phút thời gian, tia sáng bên trong không cho phép vào, tia sáng bên ngoài, các ngươi tùy ý, một phút về sau, rời đi bắt hoang vực. Hắn âm thanh rất bình tĩnh. Nhưng này đầu tia sáng, lại vừa vặn đem Lâm Trường Phong cùng Bạch Quân Nghi cho phân chia bên ngoài, xác thực tự như hắn nói, cho Lâm Trường Phong một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Long Hiên cùng Lục Ách lão tổ hai mặt nhìn nhau. Lục Ách lão tổ trầm ngâm phút chốc, mới lên tiếng, dạng này nói, chúng ta chí ít còn có một phút thời gian có thể bắt Liễu Hàn Yên, Bạch Y nữ tử kia là tiên ngục hộ pháp, trước bắt nàng, dùng nàng đem Liễu Hàn Yên bước đi ra. Hắn lăng lệ ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt Bạch Quân Nghi. Cái này khiến người sau gương mặt xinh đẹp đột nhiên tái đi, vốn là thân thể bị trọng thương nàng, lại lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, trên thân khí tức càng là uể oải đến cực điểm, tại lục ách lão tổ trước mặt, nàng căn bản không có bất kỳ phản kháng năng lực. Long Hiên cười lạnh, nữ nhân kia liền giao cho lục thúc. Nói xong, hắn lạnh lạnh ánh mắt bắn ra đến Lâm Trường Phong trên thân. Bản hoàng tử vừa rồi liền muốn xé nát ngươi cái miệng đó, cẩu vật. Mẹ hắn, tiểu tử này trang bức còn chứa vào trên đầu của hắn đến, hắc y thiếu niên kia điệu bộ như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra hắn chân chính ý tứ, trước mặt tiểu tử thúi này bất quá là đang giả vờ khang làm bộ thôi, hắn cùng hắc y thiếu niên căn bản không phải một đám còn dám ở trước mặt hắn trang muốn chết đồ vật một bên khác lâm trường phong mộng bức không mang theo chơi như vậy a à, hắn nhưng là quỷ trưởng lão nhìn trúng người dựa theo hắn suy nghĩ coi như xem ở quỷ trưởng lão trên mặt mũi cái này quỷ diệt cũng không biết vạch trần hắn ai biết gia hỏa này căn bản vốn không cho hắn mặt mũi lâm trường phong nắm chặt nắm đấm cảm nhận được long hiên trên thân cái kia cổ kinh cũng ngang ngược sát ý cả người hắn đều từ đáy lòng run rẩy bắt đầu hắn sẽ chết hắn thật sẽ chết sư tôn cứu ta nhưng mà bị hắn xem như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng kiếm tôn, lúc này vô luận tâm lý làm sao kêu gọi đều không để ý hắn. Lâm Trường Phong trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, cổ họng không ngừng rung lên, hai cái chân càng là có chút như nhũng ra, cuối cùng hắn đột nhiên quay đầu, cầu sinh dục vọng để hắn thấy được đầu kia trong bóng đêm đem thiên địa chia làm hai nửa tia sáng. Chỉ cần xông vào trong ánh sáng, hắn liền có thể giữ được tính mạng. Đối với, xông đi vào. Hắn phản phất thấy được hy vọng, liền muốn dùng hết tất cả xông vào trong ánh sáng, kết quả đột nhiên nhìn thấy tia sáng bên ngoài bạch quân nghi nhìn thấy nàng tấm kia tuyệt mỹ réo rất thảm thiết tái nhật gương mặt xinh đẹp lâm trường phong trong lòng khẽ động vội vàng hướng phía long hiên lên tiếng các ngươi muốn bắt là nữ nhân kia cùng ta không có bất cứ quan hệ nào nàng liền đứng tại tia sáng bên ngoài nếu để cho nàng xông đi vào các ngươi liền không có cơ hội chương 127, người cũng nên có lần đầu tiên năm đời trước vì tu luyện chứng đạo lâm trường phong cái này thiên mệnh nhân vật chính ngay cả tất cả nữ chính đều có thể dùng để hiến tế hiện tại đối mặt uy hiếp bờ tính mạng coi như bạch quân nghi là cái thành thuộc vận đẹp đại mỹ nhân hắn khẳng định cũng phải trước bảo trụ mình mạng nhỏ lại nói mà hắn dạng này trước sau hai bộ sắc mặt diễn xuất chỉ là để bạch quân nghi lãnh đạm xem xét hắn liếc mắt nàng trắng bệch trên gương mặt xinh đẹp không có cái gì biểu lộ tâm lý ít nhiều có chút thấy chết không sờn đắng chắc cười một tiếng bạch quân nghi đã bỏ đi chống cự nguyên bản tuyết trắng ống tay áo bây giờ bị máu tươi thấm ướt trên thân linh mạch bị oanh đoạn hơn phân nữa cái này khiến nàng căn bản vận chuyển không được linh lực chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Quỷ diệt nhếch miệng, tâm lý khinh thường, bất kỳ nữ nhân nào trong mắt hắn đều là bộ xương mỹ nữ, dáng dấp tuy đẹp đều như thế, trong lòng của hắn chỉ có tu luyện, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện đó là tu luyện, cũng có thể nói là một cái tu luyện cùng nhân. Kỳ thực dựa theo hắn tính cách, đừng quản trước mặt những này là người nào, quấy rầy đến tôn thượng, liền xem như cái kia bạch quân nghi, hắn vừa rồi cũng muốn giết không tha. Chỉ là tôn thượng đột nhiên truyền đến mệnh lệnh, hắn mới không có đại khai sát giới. Quỷ diệt gãi đầu một cái, trong mắt hắn, tôn thượng như thế người sao có thể mỗi ngày trầm mê tại nữ nhân ôn nhu hương bên trong đâu nhất là cái kia hồng u liền sẽ câu dẫn tôn thượng bằng không tôn thượng đã sớm mang theo hắn xông ra bắt hoang vực đi còn lại mấy cái bên kia siêu cấp đại vực chiếm đoạt địa bàn trên người hắn huyết dịch vốn là vì chiến đấu cùng sát lục mà sôi trào ở chỗ này nhẫn nhịn hơn mấy tháng tâm lý dù sao cũng hơi kìm nén đến hoảng không chiếm được phát tiết sẽ rất khó thụ một bên khác long hiên cười lạnh bước ra một bước hắn thân thể mãnh liệt bắn đến lâm trường phong sau lưng nhìn Lâm Trường Phong trong mắt tuôn ra kinh hoảng luống cuống, trực tiếp một bàn tay đè lại hắn đầu. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết như thế nào? Long Hiên trêu tức lên tiếng. Lâm Trường Phong tâm lý nhất lẩm. Đây Long Hiên thế nhưng là linh tôn đỉnh phong, thậm chí là đến gần vô hạn thần hoàng tồn tại, hắn bây giờ tu vi tại người ta trước mặt cùng cái sâu kiến không có gì khác biệt, nếu là không nghĩ biện pháp đào thoát, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Phong tay cầm bóp, vô số bờ vực sống còn bên trong lịch luyện đi ra tâm tính để hắn ổn định tâm thần, hắn cố gắng giả bộ như một mặt bình tĩnh bộ dáng. Giết ta, các ngươi thiên ngạc tộc có nghĩ tới hậu quả hay không? Tay cầm đang run rẩy, hắn cắn răng khống chế lại. Ngươi thật sự cho rằng ta vừa rồi nói cho ngươi nói là nói đùa, đằng sau người kia đích xác là ta sư huynh, chỉ bất quá tại tôn thượng trước mặt ta so với hắn càng được sủng ái, hắn ghen ghét ta mới muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi dám giết ta, ngày khác tôn thượng tất sang bằng ngươi thiên ngạc tộc. Tại tử vong uy hiếp bờ dưới, Lâm Trường Phong ánh mắt đỏ như máu, Hắn gắt gao nhìn chầm chầm Long Hiên, trong mắt vậy mà cũng tại trong tuyệt cảnh tuôn ra như vậy một tia ngang ngược khí tức. Long Hiên tay cầm một trận, lập tức hờ hững lên tiếng, các ngươi là thế lực nào? Lâm Trường Phong tâm lý cuồng nộ, con mẹ nó chứ làm sao biết là thế lực nào, hỏi thăm cái rắm A, à, trực tiếp thả ta không được sao? Không khí yên lặng nửa phút. Long Hiên trên mặt vẫn như cũ mang theo lành lạnh ý cười, chỉ bất quá hắn tay cầm buông ra Lâm Trường Phong đầu, chỉ chỉ bạch quân nghi vị trí kia, đã ngươi đều nói như vậy bản hoàng tử cũng cho sư huynh của ngươi một cái mặt mũi, ngươi đi đem cái kia nữ giết, sau đó đem nàng thi thể lấy tới giữa không trung, ngay trước bản hoàng tử mặt, đem trên người nàng quần áo toàn bộ lột ra, về sau nên làm như thế nào, ngươi hẳn là hiểu. Lâm Trường Phong mộng bức, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Bạch Quân Nghi. Đây mẹ hắn là cái đồ biến thái đi, để hắn chơi thi thể. Long Hiên chân chính mục đích, bất quá là vì dẫn xuất liễu hàng yên, đường đường tiên ngục hộ pháp lại bị người giết về sau còn trước mặt mọi người đùa bẩn thi thể, đây đối với một cái thế lực đến nói là lớn lao nhục nhã, cũng không tin nữ nhân kia không ra. Không làm, vậy ngươi hãy chết đi. Long Hiên cười vỗ vỗ Lâm Trường Phong mặt, lập tức trở tay một bàn tay, đem hắn hung hăng quất bay ra ngoài. Lâm Trường Phong nghe răng nhếch miệng, chật vật rơi đập tại một gốc cây dưới, hắn vội vàng bò lên đến, nhìn thấy sau lưng đầu kia tia sáng, con mắt đột nhiên sáng lên, kết quả còn không có gì động tác, thân thể trực tiếp bị một cổ khủng bố uy áp đè ngã trên mặt đất. Hắn gian nan quay đầu, nhìn thấy cách mình chỉ có xa 2 mét bạch quân nghi, ánh mắt lóe lên vẻ dãy dụa, cuối cùng tâm hung ác, không phải liền là chơi thi thể sao, người cũng nên có lần đầu tiên. Bạch quân nghi mày liễu nhíu chặt, nhìn Lâm Trường Phong từng bước một hướng nàng tiếp cận tới, nàng ánh mắt trở nên phá lệ băng lãnh, dám tới gần ta, ngươi muốn chết. Lâm Trường Phong hai tay bóp quyền, hắn cắn răng, nhỏ giọng nói, ta có biện pháp có thể cứu ngươi, còn có thể để cho chúng ta đều thoát ly khốn cảnh, ngươi nếu là tin tưởng ta, cũng không cần phản kháng. Bạch quân nghi quát lạnh, lăng. Lâm Trường Phong đã không quản được nhiều như vậy, hắn nhìn bạch quân nghi máu me khắp người đã trọng thương không thể động đậy thân thể lập tức gỡ xuống sau lưng trường kiếm sắc bén mũi kiếm chậm rãi chỉ hướng bạch quân nghi ngươi đừng trách ta nếu như ngươi không phản kháng ta còn có cơ hội để ngươi mạng sống ngươi nếu là phản kháng ta cũng chỉ có thể mượn ngươi thi thể dùng một chút ngươi muốn làm cái gì nghe được cuối cùng một câu nói kia bạch quân nghi tâm lý đột nhiên hoảng hốt nàng không sợ chết nhưng nếu là chết về sau thân thể còn bị loại người này làm bẩn cái kia nàng trong cả một đời trong sạch lại có ý nghĩa gì muốn thật sự là như thế, nàng chết cũng sẽ không buông tha người này. Lâm Trường Phong ánh mắt tại Bạch Quân Nghi trên thân đảo qua, dạng này một cái thùy mị đại mỹ nhân, chết xác thực đáng tiếc, hắn phải suy nghĩ một chút giết thế nào, vết thương mới có thể nhỏ nhất, như thế một hồi thiết lập sự tình đến trong lòng cũng có thể thư sướng một điểm. Nhìn qua càng ngày càng gần Lâm Trường Phong, Bạch Quân Nghi viên kia phương tâm triệt để bối rối bắt đầu, nàng liều mạng muốn đi thôi động thể nội linh lực, thế nhưng là hơi dùng sức, thân thể bên trong linh mạch liền truyền đến toàn tâm đau đớn, để nàng lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, cả người lộ ra réo rất thảm thiết vô cùng. Ngươi hôm nay giúp ta thoát khốn, ta sẽ một mực đem ngươi để ở trong lòng, ta Lâm Trường Phong thề với trời, ngày sau tất báo thù cho ngươi, đồ ngày đó ngạc tộc cả nhà. Lâm Trường Phong trái lương tâm nói chuyện, trường kiếm trong tay, tìm đúng Bạch Quân Nghi trái tim vị trí. Một kiếm này xuống dưới, có thể vô cùng tiểu vết thương đâm rách nàng trái tim, lại có thể lợi dụng trong kiếm linh lực bảo vệ nàng tâm mạch, không để cho nàng về phần lập tức chết đi, tối thiểu cũng phải chờ hắn làm xong việc về sau mới chết, thi thể có ý gì, hắn cũng không muốn thật đối một cổ thi thể xong. Như thế hắn một thế anh danh liền triệt để hủy. Xin lỗi rồi. Lâm Trường Phong đôi mắt băng lãnh, đáy lòng cuối cùng cái kia một chút do dự, khi nhìn đến Bạch Quân Nghi cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt về sau, rốt cuộc không còn sót lại chút gì. Hôm nay bất tử, ngày khác coi như cùng trời cuối đất, ta tất sát ngươi. Bạch Quân Nghi trong mắt băng lãnh sát ý, để Lâm Trường Phong đều sửng sốt một chút, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, vừa ngoan tâm, trường kiếm trong tay đột nhiên hung mảnh đâm. Phốc thử, trường kiếm bên trong tuôn ra một đạo kiếm khí, sắc bén kiếm quang vạch phá không khí, đâm vào Bạch Quân Nghi trái tim bên trong. Chương 128, phản phái nhiệm vụ, cướp đoạt chí tôn thần thể. Lâm Trường Phong tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Nhìn té ngửa trên mặt đất, sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn Bạch Quân Nghi, hắn thanh trường kiếm cắm vào mặt đất, đi lên muốn đem Bạch Quân Nghi thân thể ôm lấy đến. Chỉ là chính hắn đều không có phát hiện, ngay tại hắn đâm rách Bạch Quân Nghi trái tim một nháy mắt, người sau trên thân cái kia cổ nguyên bản hư vô mờ mịt màu vàng khí vận, vậy mà tại trong nháy mắt liền chuyển biến thành màu đen với lại so với nguyên lai màu vàng khí vận còn muốn to lớn hơn suy một đạo linh lực sóng xung kích vạch phá bầu trời đêm đánh vào lâm trường phong trên thân đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài cùng lúc đó tại bạch quân nghi bên người không biết lúc nào nhiều một đạo trường thân ngọc lập hư vô mờ mịt bạch y thân ảnh hắn chấp hai tay sau lưng lãnh đạm ánh mắt chậm rãi nhìn về phía té nằm dưới chân bạch quân nghi trong đầu chúc mừng ký chủ hoàn thành phản phái nhiệm vụ nữ chính bạch quân nghi bị thiên mệnh chi tử tự tay giết chết đã đánh mất tất cả thiên đạo khí vận ký chủ có thể mở ra cướp đoạt thần thể nhiệm vụ nhiệm vụ mở ra cướp đoạt bạch quân nghi chí tôn thần thể nhiệm vụ thành công tu luyện chí tôn thần thể đem thu hoạch được gấp trăm lần linh lực tăng cường ký chủ phản phái điểm kịch một nghìn lạnh lùng ánh trăng huy sái xuống tới tại thời khắc này bạch quân nghi phản phất thấy được một tấm thiên thần hạ phàm xanh tuấn khuôn mặt còn có cái kia một đôi giống như tinh không sáng chói thâm thúy đôi mắt cặp con mắt kia để nàng tâm linh cũng nhịn không được run rẩy bắt đầu. Tô Minh Nàng trong cổ họng thấm lấy huyết dịch, chỉ có thể khàng khàng phun ra hai cái mơ hồ chữ. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh. Cướp đoạt chí tôn thần thể. Muốn cướp đoạt loại này thần thể, trừ phi là người sau tự nguyện, nếu không một khi cướp đoạt quá trình bên trong xuất hiện bài xích, thần thể sẽ trong nháy mắt tự bạo. Bạch Quân Nghi sẽ tự nguyện đem thần thể cho hắn. Ngẫm lại hẳn là cũng không có khả năng. Hắn cúi đầu quét mắt một vòng Bạch Quân Nghi, nhìn nữ nhân này máu me khắp người réo rắt thảm thiết bộ dáng tâm lý thờ ơ năm đời trước bạch quân nghi vì lâm trường phong phản bội tiên ngục bị tiên ngục truy sát thì lại nhiều lần che chở lâm trường phong thậm chí còn vì vậy mà thương tới linh mạch căn cơ cuối cùng biến thành một cái không thể tu luyện phế nhân bị lâm trường phong cướp đoạt thần thể về sau lại bị vứt bỏ cuối cùng trong tuyệt vọng tâm mạch đứt đoạn mà chết một thế này lại bị lâm trường phong tự tay đâm rách trái tim thật sự là thật đáng buồn lại buồn cười nữ nhân tô minh nghĩ nghĩ một đạo chí tôn thần thể trong tương lai tối thiểu nhất cũng là một tôn đại đế, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có khả năng để hắn đạt tới trong truyền thuyết thần tôn chi cảnh. Này sẽ là đối kháng thần giới một đại lợi khí. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay, điểm một cái không khí, nồng đậm linh lực màu trắng thuận đầu ngón tay chập trùng mà ra, tiến vào bạch quân nghi trong thân thể. Cũng không phải là đáng thương nữ nhân này, chỉ là trí tôn thần thể xác thực khó được, nếu có thể cướp đoạt tới, đến lúc đó nữ nhân này sống hay chết, hắn cũng lười phản ứng. Một bên khác, Lâm Trường Phong nện vào đống đá vụn bên trong, kịch liệt đau đớn trực tiếp để hắn đã hôn mê, tại hôn mê một khắc cuối cùng, hắn phản phất nhìn thấy có một đạo mặc áo bào màu tím nam tử trung niên, chính ngồi xếp bằng trong hư không, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ bạch y thiếu niên, Long Hiên cùng Lục Ách lão tổ cũng nhịn không được hướng về bên này nhìn qua, khi thấy Tô Minh cái kia nhất chỉ giữa, liền đem Bạch Quân Nghi trên thân sói mòn sinh mệnh lực cho vững chắc xuống thủ đoạn, bọn hắn ánh mắt chấn động. Long Hiên nhịn không được lên tiếng, ngươi cũng cùng bọn hắn là một đám. Nghe vậy. Ánh trăng bên trong, Tô Minh ôn hòa nở nụ cười, không phải. Hậu phương, nguyên bản mặt mũi tràn đầy lãnh đạm quỷ diệt tâm lý đột nhiên khẽ động, nhìn cái kia đạo ở dưới ánh trăng lạnh lùng vô cùng bạch y thân ảnh, hắn trong ánh mắt tràn ngập cung kính cùng tôn sùng, vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả Tô Minh vung tay lên, không cho hắn mở miệng. Quỷ diệt rất nghe lời im lặng. Long Hiên ánh mắt cuồng loạn, nhìn còn trẻ như vậy Tô Minh, chỉ là một cái đơn giản nhất động tác, hắc y thiếu niên kia liền ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái có chút không dám tin ý nghĩ. Lục ách lão tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói, các hạ hẳn là cũng không phải bắt hoang vực người đi, chúng ta thiên ngạc tộc liền xem như tại trong lúc này châu đại lục ở bên trên cũng còn có chút mặt mũi, hôm nay đến nơi đây làm việc, các hạ vì sao phái người ngăn cản. Thiên ngạc tộc Tô Minh nghi hoặc, hắn cười nói, bắt linh cảnh bên trong, có cái chủng tộc này sao? Người nói cái gì? Lục ách lão tổ ánh mắt trầm xuống, ta viễn cổ bác tộc danh hào, chính là cái kia thánh tộc cường giả tới, cũng không dám nói như vậy. Tô Minh chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia khuôn mặt tuấn tú phía trên, ánh mắt bình tĩnh như lan, hắn nhìn về phía giữa không trung, khóe miệng có chút nhếch lên, hôm nay cho ngươi một cái mặt mũi, ta không giết Lâm Trường Phong, bất quá, ngươi cũng phải thay ta làm chút chuyện a. À. Còn có người. Lục Ách lão tổ cùng Long Hiên Triệt để chấn kinh, bằng bọn hắn tu vi, không có phát hiện thiếu niên mặc áo trắng này lúc nào đến coi như xong, thậm chí ngay cả hư không bên trong còn cất giấu người đều không có phát hiện bọn hắn vội vàng ngước mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy nơi đó không gian một cơn chấn động, sau đó một đạo mặc áo bào màu tím thân ảnh nổi lên, thân ảnh kia lăng không hư ngồi, một đôi vẫn đục tử mục, hướng phía bọn hắn bắn ra mà đến. Nhìn thấy đây thân ảnh màu tím, lục ách lão tổ trái tim cũng bắt đầu không nghe sai khiến rung động bắt đầu, hắn đầy rẫy rung động, trong miệng không tự giác thì thào lên tiếng. Tử y Cờ thánh Không có khả năng, cái này sao có thể, hắn mấy ngàn năm mặt ngay tại trận kia đại kiếp bên trong biến mất không thấy gì nữa, ngàn năm qua cho tới bây giờ không ai nghe nói qua hắn tin tức, làm sao có thể có thế xuất hiện tại Bắc Hoang vực loại địa phương này. Long Hiên nghe được Lục Ách lão tổ thì thào âm thanh, hắn lạnh cả người, cả người đều từ đáy lòng cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi, mặc dù không có gặp qua vị này tử y trung niên, nhưng vài ngàn năm trước danh chấn thế giới tử y cờ thánh, tiện tay liền nghiền ép mấy chục cái thánh địa kinh khủng tồn tại, hắn lại thế nào khả năng chưa nghe nói qua. Lục Thúc, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Long Hiên cắn răng lên tiếng, hắn căn bản vốn không dám tin tưởng, loại kia nhân vật làm sao lại xuất hiện tại bắc hoang vực loại địa phương này ông bất quá không đợi lục ách lão tổ trả lời bọn hắn quanh thân không gian trực tiếp bị phong tỏa ngưng kết giữa không trung tử vô cực ánh mắt từ long hiên cùng lục ách lão tổ trên thân dời nhìn về phía đã hôn mê lâm trường phong hắn lắc đầu thở dài như vậy kim long khí vận người tâm tính lại là xứng đôi không lên cũng được nếu không phải thượng giới những tên kia đã thông báo ta cũng sẽ không quản hắn bàn tay hắn vung lên Lâm Trường Phong thân thể trực tiếp xuất hiện khắp nơi giữa không trung, lơ lửng ở trước mặt hắn, trong mắt của hắn tràn đầy thất vọng, quay đầu nhìn về phía phía dưới Tô Minh, ngươi nói đi, chuyện gì, ta thay ngươi làm. Lời này, không khác một tảng đá lớn rơi vào biến cả, tại Long Hiên cùng lục ách lão tổ tâm lý trong nháy mắt nhất lên kinh đào hải lãng. Đây chính là tử y cờ thánh A. Đã từng ngay cả thánh tộc cũng không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại, hắn vậy mà lại nghe thiếu niên mặc áo trắng kia nói. Tại bọn hắn chấn động vô cùng vẻ mặt, Tô Minh vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn cười nói, vừa rồi hai người này hỏi ta, nghe nói qua thiên ngạc tộc sao, ngươi cảm thấy thế nào? Tử vô cực khẽ giật mình, sau đó trong nháy mắt minh bạch Tô Minh ý tứ, hắn gật đầu cười một tiếng, hôm nay qua đi, bắt linh cảnh sẽ không còn có cái chủng tộc này. Nhất thời, Long Hiên cùng lục ách lão tổ từ sâu trong đáy lòng toát ra một cổ chân chính cảm giác sợ hãi, đó là trực diện tử vong sợ hãi, tử vô cực cái kia bình tĩnh lời nói, còn có Tô Minh trên mặt ôn hòa ý cười, trong mắt bọn hắn, lại giống hai cái kinh khủng nhất ma quỷ. Mà tử y cờ thánh tử vô cực hiện thế, chân chính đối mặt cái kia cổ ngập trời thánh uy, trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, người này sẽ tại bắt linh cảnh bên trong nhất lên bao lớn kinh thiên sóng lớn. Chương 129, hắn vì cái gì đối với ta lãnh đạm như vậy? Tại cực kỳ kiềm chế hô hấp bên trong, Bạch Quân Nghi cảm giác mình toàn thân khí lực đều phản phất bị rút sạch, nàng trái tim từng đợt co rút đau đớn, cuối cùng trắng nõn trên trán tràn đầy mồ hôi, ngạo nhân bộ ngực càng là kịch liệt chập trùng, đột nhiên từ loại kia ngạc thở một dạng trong hoàn cảnh giật mình tỉnh lại. Hô! Hô! Nàng từng ngụm từng ngụm hô hấp, cảm giác trái tim đau đến khó chịu, vội vàng dùng tay cầm đè lại trái tim vị trí. Đợi đến hơi dễ chịu một điểm, nàng lúc này mới hậu tri hậu giác, trên người mình cái kia thấm vào lấy máu tươi quần áo, chẳng biết lúc nào đã bị người đổi thành một kiện đơn bạc màu xanh áo trong, trên cánh tay những vết thương kia, cũng đều đã vẫy, mặc dù vẫn như cũ đau đớn, nhưng không có vừa thụ thương thì khó chịu như vậy. Ta không phải đã chết rồi sao? Bạch Quân Nghi có chút không dám tin tưởng, nàng trái tim rõ ràng bị Lâm Trường Phong kiếm khí đâm rách, tăng thêm lúc kia thân thể bị trọng thương, làm sao có thể có thể còn sống sót? Ngay sau đó, nàng liền ngây ngẩn cả người, một đôi mắt đẹp, kinh ngạc hướng phía phía trước nhìn lại. Nguyên lai nàng đang nằm tại một tấm lạ lẫm trên giường, đây là một cái rất lạ lẫm gian phòng, nhưng lại cực kỳ u tĩnh, trong không khí thậm chí còn truyền đến một cổ rất dễ chịu mùi thơm. Trọng yếu nhất là, ở giường trước giường mặt, là một cái bàn gỗ, bên bàn gỗ một bên thì là một bộ bạch y thiếu niên hắn tay trái nắm lấy một quyển sách cổ đang đọc tay phải bưng nước trà một bên yên tĩnh đọc sách một bên nhấp bên trên một miệng nước trà coi như phát giác được nàng tỉnh lại cũng không có dự định để ý tới nàng bạch quân nghi nhìn chằm chằm vị thiếu niên này trước khi chết cái kia đoạn ký ức lại lần nữa tràn vào trong lòng nàng nhớ kỹ tại nàng cho là mình muốn chết rồi một khắc cuối cùng giống như cũng nhìn thấy một cái bạch y nhẹ nhàng thiếu niên trong đầu cái kia bạch y thân ảnh cùng trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này trùng hợp bắt đầu Bạch Quân Nghi trong mắt đẹp tràn đầy động dung, nàng nhịn không được thì thào lên tiếng, Tô Minh. Nàng không thể tin được, thế mà lại là Tô Minh cứu được nàng. Nàng trái tim rõ ràng đều đã nát. Khục. Khục. Đây khẽ động khí phía dưới, lập tức lại kịch liệt ho khan hai tiếng, khóe miệng lần nữa chảy xuống đỏ tươi vết máu. Tô Minh nhíu mày, thả ra trong tay thư tịch, ta đọc sách thời điểm, có thể hay không yên tĩnh một điểm. Bạch Quân Nghi thật sâu theo dõi hắn, cắn răng nói, là ngươi đã cứu ta. Tô Minh trồng mắt uống trà, nhấp một hớp nhỏ. Đặt chén trà xuống thời điểm, mới chậm rãi lên tiếng, ngươi cảm thấy là, cái kia chính là A. Bạch quân nghi tấm kia tuyệt mỹ đỏ bừng trên gương mặt, biểu lộ có chút ngẩn người, cuối cùng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng thật sâu đỏ ửng, lúng túng lên tiếng, ta. Ta quần áo. Nàng rất muốn hỏi, nàng quần áo có phải hay không bị tô minh đổi, muốn thật sự là như thế, cái kia nàng trong sạch thân thể, chẳng phải là. Chẳng phải là toàn bộ bị người này thấy hết nhìn thấy bạch quân nghi trên gương mặt xinh đẹp cái kia hồng nhuận phân phất xấu hổ biểu lộ tô minh ánh mắt bình thản mệnh cũng bị mất còn tại hồ những này bạch quân nghi hàm răng cắn chặt môi dưới ai nói mất mạng liền không quan tâm trong sạch chi thân các nàng nữ nhân trong sạch có đôi khi so mệnh còn trọng yếu hơn nếu như nếu như người trước mặt này không phải tô minh nói nàng hiện tại đã sớm xấu hổ giận dữ bạo khởi cũng không biết vì cái gì tại đối mặt tô minh cái kia lãnh đạm ánh mắt thì nàng lại nghĩ tới là cái này nam nhân cứu được nàng tâm lý ngoại trừ cái kia cổ xấu hổ giận dữ cảm xúc bên ngoài, thế mà. Thế mà một điểm đều không bài xích hắn. Phát hiện này, để Bạch Quân Nghi mình đều sợ ngây người. Nàng xưa nay tính tình lãnh đạm, đối đãi bất kỳ nam nhân nào đều là một cái dạng, nhưng vì cái gì hiện tại, tại đối mặt Tô Minh thời điểm, nàng sẽ có chút không tự giác hoảng hốt. Cuối cùng, Bạch Quân Nghi đè xuống tâm lý cái kia cổ cảm xúc, nàng đảo mắt liếc mắt bốn phía, nhỏ giọng hỏi, đây là địa phương nào? Tô Minh xem xét nàng liếc mắt, đông huyền tuyết vực phát giác tô minh ánh mắt dừng lại trên người mình bạch quân nghi sững sờ cúi đầu sau đó liền thấy trên người mình món kia màu xanh áo trong căn bản không che nổi nàng ngạo nhân một màn kia tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên cách suy tiếng mở cửa truyền đến tô minh quay người mở cửa phòng lạnh lùng thân ảnh đứng tại cạnh cửa một trận lạnh buốt thấu xương gió lạnh thổi tập tiến đến ngoài cửa là tuyết trắng mênh mang bạch quân nghi nhìn qua hắn bóng lưng thân thể mềm mại tại gió lạnh bên trong khẽ rung lên sau đó vậy mà không hiểu có chút ngẩn người rõ ràng cái này nam nhân cứu được nàng. Lại nhìn nàng thân thể. Nhưng vì cái gì, còn đối nàng lãnh đạm như vậy. Nàng lắc đầu, vẫn là trầm thấp lên tiếng, tạ ơn. Tô Minh quay đầu, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, người trái tim đã nát, coi như dùng linh lực bảo vệ tâm mạch, cũng chỉ có thể sống một tháng. Một tháng. Bạch Quân Nghi réo rắc thảm thiết cười một tiếng, nàng hiện tại thân thể có bao nhiêu hỏng bét nàng rất rõ ràng, linh mạch gãy mất hơn phân nữa, trái tim cũng bị kiếm khí xoắn nát thành hai nửa, liền ngay cả hô hấp đều rất gian nan dạng này trạng thái không thua gì một tên phế nhân một tháng thời gian nàng lại có thể làm cái gì đoán chừng chỉ có thể chờ đợi chết thế nhưng là dạng này nói vậy cái này nam nhân lại vì cái gì muốn cứu nàng giờ khắc này lạnh lùng như tuyết bạch quân nghi lại có chút hồn nhiên ngốc manh hướng phía tô minh hỏi ta đều đã thành một tên phế nhân ngươi còn hao phí nhiều như vậy linh lực tới cứu ta cho nên là muốn cho nàng báo đáp hắn sao thế nhưng nàng hiện tại ngoại trừ cổ này trong sạch thân thể còn có cái gì có thể báo đáp cho Tô Minh? Tô Minh nhìn qua trước mắt nữ tử. Hắn con ngươi sâu thẳm lại phá lệ lạnh lùng, khuôn mặt mặc dù ôn nhuận, nhưng trong ánh mắt để lộ ra đến loại kia lạnh lùng cùng xa cách, để Bạch Quân Nghi Phương Tâm vừa hung ác chấn động một cái. Tô Minh trên thân lạnh lùng, là xuất phát từ nội tâm loại kia lạnh lùng, cũng không phải là giả vờ, loại kia xa cách cảm giác, để nàng gương mặt xinh đẹp động dung. Đã cứu được nàng, còn tại bên người nàng che chở nàng, vì cái gì lại đối nàng lạnh lùng như vậy? Bạch Quân Nghi thật dài lông mi nhẹ nhàng chấp động, che lại đáy mắt một vòng thất lạc, nàng không có cách nào phủ nhận, khi nàng cho là mình chân chính muốn chết tại Lâm Trường Phong trong tay thời điểm, Tô Minh giống như thiên thần hạ phàm xuất hiện, giống một vị bạch y trích tiên, xâm nhập nàng trong lòng. Một khắc này, nàng tâm động. Thế nhưng là nàng căn bản vốn không biết vì cái gì, Tô Minh sẽ như vậy kháng cự nàng. Một bên khác, Tô Minh vẫn đang suy nghĩ làm sao đem Bạch Quân Nghi trên thân chí tôn thần thể đem tới tay, đối với nữ nhân này chết sống hắn căn bản không liên quan tâm, lấy tới thần thể về sau, nữ nhân này cũng không sống nổi bao lâu thời gian, đến lúc đó đem nàng bỏ qua một bên là được. Chương 130, ngươi cưới ta, ta liền cho ngươi. Lạnh thấu xương gió lạnh từ ngoài cửa thổi đến tiến đến, Bạch Quân Nghi thể nội linh mạch đã gãy mất hơn phân nửa, vận chuyển không được linh lực để chống đỡ gió lạnh, nguyên bản đã khôi phục một điểm hồng nhuận phân phớt gương mặt xinh đẹp, lập tức lại trở nên tái nhợt bắt đầu. Tại gió lạnh bên trong, nàng đầy đặn linh lung thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, tăng thêm ăn mặc lại ít, Tô Minh chỉ cấp nàng đổi một kiện đơn bạc lộ mỏng, bị lạnh phong kích thích, loại kia ngạc thở cảm giác cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Minh tựa ở cạnh cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn qua nàng. Bạch Quân Nghi dãy dụ lấy từ mềm mại trên giường đứng dậy, nàng một cái tay dìu vịn mép giường, sau đó lại đổi thành vịn cái ghế, thật vất vả đi vào bên bàn, nhìn thấy trên bàn ly kia bốc hơi nóng linh trà, vội vàng nâng chung trà lên, uống một ngụm nóng hổi nước trà, thân thể lúc này mới dễ chịu một chút. Uống về sau, nàng mới phản ứng được, trà này là tô minh vừa rồi uống ly kia trên gương mặt xinh đẹp một vòng đỏ ẩn tấp tốc lan tràn lại nghĩ tới tô minh là bạch thanh tuyên đệ tử hơn nữa còn chỉ là cái tuổi còn trẻ thiếu niên mà chính nàng so thiếu niên này không biết lớn bao nhiêu tuổi trong lòng xấu hổ làm cho nàng hai gò má lập tức bốc cháy lên hồng hà bạch quân nghi không dám nhìn tới tô minh nàng cúi thấp xuống đôi mắt thật dài lông mi rung động nhẹ nhẹ tô minh cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng cũng không nói chuyện bạch quân nghi bị nhìn thấy rất không được tự nhiên trên mặt đỏ ửng càng sâu sau đó nàng thật sâu nuốt một hơi cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại ngẩng đầu cùng tô minh liếc nhau mọng nước con ngươi nhìn qua tô minh nhẹ giọng nói ra trước kia tại tiên ngục thời điểm ta đã sớm nghĩ đến mảnh này tuyết vực nhìn một chút đáng tiếc lúc kia chỉ biết là tu luyện không nghĩ tới bây giờ sắp chết còn có thể thỏa mãn một cái tâm nguyện giống như cũng không tệ đông huyền tuyết vực tục truyền đây là bắc linh cảnh đông bộ xinh đẹp nhất một chỗ cũng là vị kia truyền thuyết bên trong tuyết hoàng là tìm kiếm nàng cái kia mất tích ngàn năm phu quân cuối cùng vẫn lạc địa phương đó là một cái rất si tình rất thê mỹ cố sự. Từng có lúc, tại nàng vẫn là ngây thơ thiếu nữ thời điểm, làm sao từng không ước mơ dạng này ái tình, đáng tiếc trong cuộc sống hiện thực, nàng trong thế giới chỉ có tu luyện, buồn tẻ tu luyện, mới dưỡng thành nàng cái kia lạnh lùng lãnh đạm tính cách. Thấy Tô Minh không nói lời nào, Bạch Quân Nghi nháy nháy mắt, tự lo nhìn về phía phía sau hắn cái kia phiến bao phủ tại tuyết trắng bên trong phiêu miểu núi tuyết, những cái kia núi tuyết rất xa, cũng rất hư ảo, trong đó lớn nhất một ngọn núi tuyết, nó hình dạng thật giống như một đạo mông lung tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, tại tuyết trắng bên trong, si ngốc truy tìm lấy cái gì? Đây chính là tuyết hoàng vẫn lạc địa phương sao? Bạch quân nghi tự lẩm bẩm, vị kia tuyết hoàng chờ đợi ngàn năm, truy tìm ngàn năm, như thế si tình yêu, cuối cùng đều không có thể làm cho nàng tìm về nàng phu quân, lúc kia nàng, hẳn là cũng rất tuyệt vọng thất lạc đi, liền cùng hiện tại mình đồng dạng. Bá! Bá! Một trận lạnh buốt gió lạnh lần nữa diễn tấu tiến đến, Bạch quân nghi thân thể mềm mại hung hăng rung lên, trái tim đột nhiên co rút đau đớn, ngạc thở cảm giác để nàng khó chịu đến cực điểm, cuối cùng trên thân khí lực phản phất bị rút sạch, thân thể mềm nhũng, hướng thẳng đến mặt đất té ngã xuống dưới. Trong nội tâm nàng hoảng hốt. Nhưng mà một giây sau, nàng liền ngây ngẩn cả người, không có té lăn trên đất loại kia lạnh buốt thấu xương cảm giác đau truyền đến, nàng kiều nhuyễn thân thể, ngược lại lâm vào một cái ấm áp lại phá lệ để cho người ta an tâm trong lồng ngực. Lạnh lùng nam tử khí tức đập vào mặt, lại làm cho nàng tại đây băng lãnh trong phòng chân chính cảm nhận được cực nóng nhiệt độ, loại kia khó chịu cảm giác, trong nháy mắt liền tốt rất nhiều. Bạch Quân Nghi gương mặt xinh đẹp đỏ đỏ, mềm nhũng thân thể tựa ở Tô Minh trên thân, hai cái tay ngọc, vậy mà vô ý thức ôm hắn eo. Phản phất tham niệm trên người hắn nhiệt độ, một chút đều không muốn buông tay. Tô Minh. Ôm Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Tô Minh cũng là nam nhân bình thường, muốn nói không có phản ứng là giả, huống chi còn là Bạch Quân Nghi loại này dáng người sung mãn, toàn thân tràn ngập thành thuộc vận vị lạnh lùng đại mỹ nhân, cúi đầu nhìn qua trong ngực tấm kia gần trong gan tất hồng nhuận phân phất gương mặt xinh đẹp, hắn trêu chọc nói: Coi như ta cứu được ngươi, cũng không cần gấp gáp như vậy ôm ấp yêu thương a à. bạch quân nghi trên mặt lan tràn ra tầng tầng hồng hà thân thể không tự chủ được tại tô minh trong ngực trung nhẹ lên nhưng này xong như ngó sen một dạng tuyết trắng cánh tay ngọc vẫn là chăm chú quấn lấy tô minh không chịu buông ra nàng không muốn lại thể nghiệm mới rồi loại kia ngạt thở một dạng cảm giác tô minh tay cầm vung lên phòng đại môn trong nháy mắt đóng lại ngăn cách ngoài phòng gió lạnh buông ra a à, hắn nói ra bạch quân nghi đỏ mặt không hề động tô minh nàng thấp mềm hơi thở ta ta thân thể không có khí lực, không động được. Không có khí lực còn có thể ôm chặt như vậy. Tô Minh sắc mặt tối sầm. Bạch quân nghi ngửi ngửi trên người hắn hương vị, tâm lý lại có chút ít hư đi loạn, loại kia nồng đậm xấu hổ cảm giác lại lần nữa bừng lên, người tiểu nam nhân này thế nhưng là bạch thanh tuyên đồ đệ, rõ ràng nhỏ hơn nàng nhiều như vậy, có thế nàng vậy mà lại đối với hắn động tâm. Nàng trước kia trong cuộc sống, chỉ có tu luyện, căn bản vốn không biết giữa nam nữ tình tình yêu yêu là cảm giác gì, bây giờ chỉ còn lại có một tháng cuối cùng thời gian, nàng chỉ muốn tuân theo bản tâm, không muốn hối hận. dù là dù là chỉ có một tháng thời gian, coi như cuối cùng chết rồi, cũng không có cái gì tiếc nuối a. À. nghĩ tới đây, bạch quân nghi cắn răng. từ tô minh trong ngực ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trở nên phá lệ nghiêm túc. ta không ngốc, ngươi hao phí nhiều như vậy linh lực cứu ta, còn để cho ta sống lâu một tháng, ta và ngươi lại không quen, lại không giống tô thanh ninh như thế đáng giá ngươi quan tâm, chỉ có thể nói rõ ta trên người có ngươi cần đồ vật. theo lý thuyết ngươi đã cứu ta, ta hẳn là báo đáp ngươi nhưng ta chỉ có thể sống một tháng, cuối cùng tháng này thời gian, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một việc, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nhìn Bạch Quân Nghi cái kia phá lệ nghiêm túc ánh mắt, Tô Minh trầm mặt một chút, tâm lý có loại dự cảm, nữ nhân này rất có thể không theo sáo lộ ra bài. Hắn nhàn nhạt gật đầu, trước tiên nói tới nghe một chút. Bạch Quân Nghi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng tươi đẹp động lòng người nét mặt tươi cười, ngươi nói trước đi, ngươi muốn từ ta trên thân được cái gì? Tô Minh nhìn chầm chầm nàng, dẻo dẻo nói, đạt được ngươi thân thể có tính không nàng má ngọc đột nhiên trở nên đỏ bừng đôi mắt đẹp ngốc nhìn qua tô minh thanh tịnh sáng tỏ trong ánh mắt tô minh thậm chí có thể từ trong đó nhìn thấy chính hắn cái bóng hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa phút bạch quân nghi đỏ mặt trống miệng không nói coi như xong ta nói chính ngươi không tin bạch quân nghi đương nhiên không tin cái này nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt căn bản không có bất kỳ phương diện kia ý tứ cùng bên ngoài những nam nhân kia nhìn về phía nàng cực nóng ánh mắt hoàn toàn khác biệt nàng thậm chí cũng hoài nghi Tô Minh trong lòng là không phải ghét bỏ nàng tuổi tác lớn, rõ ràng nàng cũng không nhiều lắm. Tô Minh muốn cướp đoạt chí tôn thần thể, cần Bạch Quân Nghi tự nguyện, chỉ cần có một tơ một hào kháng cự, đại khái suốt liền sẽ cướp đoạt thất bại, hiện tại nói, hắn là có thế ổn định liền tận lực trước ổn định Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi nghiêm túc nhìn thấy Tô Minh. Nàng chỉ có thể sống một tháng, nàng không muốn cuối cùng còn mang theo tiếc núi rời đi cái thế giới này. Nghĩ nghĩ, hai cái tay ngọc chậm rãi buông ra Tô Minh eo, nàng vẫn như cũ nhìn qua Tô Minh, thật dài lông mi nhẹ nhàng chớp động, kiều diễn tuyệt mỹ gương mặt lại xông lên một vòng đỏ ửng. Cuối cùng, nàng cái kia thấp không thể nghe thấy, lại phá lệ kiều nhuyễn âm thanh, mang theo một tia mong đợi, truyền vào Tô Minh trong tai. Cái kia cuối cùng một tháng này, ngươi có thể hay không? Có thể hay không cưới ta? Ngươi cưới ta. Ta liền cho ngươi. Không khí trong nháy mắt này an tĩnh lại. Tô Minh nhíu mày, không nói gì. Bạch Quân Nghi cúi thấp xuống đôi mắt, tâm lý cái kia cổ bị đạo đức luân lý trói buộc xấu hổ cảm giác, không để cho nàng dám đi nhìn tô minh chính nàng cũng không dám tin tưởng sẽ nói ra loại những lời này vẫn là đối với một cái nhỏ hơn nàng không biết bao nhiêu tuổi thiếu niên nhưng là nàng trong sạch thân thể đều đã bị người này thấy hết tâm lý lại không bài xích hắn cho dù tô minh khả năng ghét bỏ nàng tuổi tác lớn không thích nàng nhưng tại trước khi chết nàng còn muốn cuối cùng tùy hứng một cái nàng cho tới bây giờ chính là như vậy tính cách trong lòng nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì tô minh ngược lại có chút im lặng bất quá muốn bạch quân nghi tự nguyện đem chí tôn thần thể hiến tế đi ra như thế một cái có thể cân nhắc biện pháp dù sao mình lại không thích nàng chơi đùa nàng mà thôi chờ cướp đoạt thần thể về sau rời đi nàng là được rồi lúc kia nàng đoán chừng cũng không sống nổi bao lâu thời gian tô minh cũng mặc kệ cuối cùng có thể hay không làm bị thương nàng tâm so với năm đời trước càng thêm thê thảm cục diện một thế này bạch quân nghi kết cục đã thật tốt hơn nhiều